Lạy cha dấu yêu chúng con cảm tạ cha. Cảm ơn cha mỗi ngày cha dạy chúng con tập đánh chặn. Cha cũng cho chúng con làm trong sự thông hiểu. Bởi vì người khôn ngoan thì phải làm trong sự thông hiểu. Cảm ơn cha dạy dỗ con, cha nuôi nấng con, cha chăm sóc chúng con qua người cha người yêu thương chúng con và hết lòng dâng hiến đời sống của ông cho Ngài và chính cho chúng con nữa, Chúa ạ. Con nhìn thấy tấm lòng của Chúa qua ông để mà mong cho những cái đứa con khôn lớn không có cha mẹ nào mà nuôi nấng mà không muốn mong muốn con cái mình được lớn khôn. Có những cha mẹ không biết nuôi con để làm sao cho con lớn nữa. Cũng như con nhìn thấy đương sự những người lãnh đạo cũng không có cách để mà nuôi nấng con dân Chúa mà cũng tạo lông cấm cản đe dọa và cản trở con cái Chúa không có ăn thức ăn tốt hơn mà cứ ăn mana thúi hoài chứ à. Mà với chúng con được rất là mầu nhiệm và được ân điển tình yêu và sự ưu ái của Chúa dành cho chúng con để chúng con không chợt mất cơ hội chợt mất ân điển của Chúa. Và chúng con nắm bắt tất cả mọi thời cơ ân điển mà ngay lúc ngày đây Chúa dành cho chúng con mỗi ngày qua Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa và nhờ tình yêu sự nhân từ của Chúa đổ xuống trên người lãnh đạo của chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi đêm nằm, khi đi làm việc bất cứ điều gì chúng con lặp đi lặp lại học với Chúa trong tâm trí cùng với trong linh hồn có Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh ngự bên trong đền thờ của chúng con ôn lại tất cả những gì chúng con được nghe, được học, được biết đó, chúng con lặp đi lặp lại và chúng con không để cho tâm trí mình trống không để mà làm những việc hư không, để mà suy nghĩ những việc hư không, Chúa ạ, để chống lại cái ý muốn của Chúa, chống lại cái đường lối của Chúa và chống lại cái tin lành của Chúa, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Chúa dò xét chúng con mỗi ngày và Chúa ở ngay mức độ, ngay đến thời khắc này mà Chúa cho từng anh chị em của chúng con là những người mà Chúa giải phóng chúng con ra khỏi cầm tù của Babylon mà chúng con không thể nào dừng ở nơi ra khỏi đồng vắng, ra khỏi cái tôn giáo mà chúng con vẫn tiếp tục bị bơi vô trong một cái thế gian ham ăn ham uống ham 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 sự đời này, Chúa ạ. Nguyện Chúa ngài tha thứ và huyết của ngài thanh tẩy chúng con sạch những sự bất chính để chúng con xứng đáng cùng với Chúa Giêsu thờ phượng Cha trong chân lý và lẽ thật, đặc biệt rằng cùng với Đức Thánh Linh chúng con thực hiện sứ mạng của mình trên đất này cho đến kỳ mà ngài trở lại và cũng cho đến kỳ mà cái hạn của chúng con rời khỏi đất này, Chúa ạ. Mỗi người đều có quỹ thời gian, đều có kỳ định mà Chúa cho để chúng con biết có cơ hội để mà nắm bắt hết mọi kỳ định của Chúa và tới ngày Chúa cân nhắc chúng con lên, chúng con đội ơn Cha, xin Cha cho chúng con biết tự khiêm tự hạ hạ mình, bởi vì Chúa nói là chống trả lại ma quỷ thì chúng sẽ chạy xa anh em. Có nghĩa rằng chúng con phải đầu phục Ngài và dùng con người mới để mà chiến trận thuộc con người cũ thì chỉ có liên minh để mà phá hoại thôi, Chúa ạ. Bởi vì chúng con người mới là khí cụ của Chúa, con người cũ là công cụ của ma quỷ, của sự tối tăm, Chúa ạ. Cho chúng con biết lựa chọn, biết khôn ngoan, biết điều sang điều hèn, tách bóc. Mà cái tách bóc đó thì chúng con làm cái điều tách bóc đó, cái điều sang nó phải cao tay hơn cái điều hèn, Chúa ạ. Biết tách bóc mà cũng đi ngang hàng, mà Chúa nói hâm hâm hẩm dở dở ương ương thì ngài cũng sẽ mửa ra, Chúa ạ. Chúa cho chúng con làm sạch mình, biết làm việc với chính mình, nhận biết Chúa mỗi ngày càng hơn, nhận biết chúng con và nhận biết cơ nghiệp và thực hiện cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng con từ trước muôn đời trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài đặt lời của trên môi miệng của con để lời nói
của con là được trải nghiệm với Chúa và đi đôi với cái việc thực hiện, thực hành, không phải chỉ là một lời nói suông để lừa dối chính mình. Cảm ơn Chúa cho chúng con được thông hiểu về Ngài, càng ngày càng nhận biết Ngài càng hơn, bởi vì sự sống đời đời là nhận biết Chúa. Cho chúng con những lời mà những gì mà chúng con học, con biết rằng nó rất là nhiều, nhưng mà chúng con cùng với Đức Thánh Linh để tóm gọn lại, cũng giảng cho chúng con tất cả những gì mà chúng con được nghe. Ngài cũng diễn tả theo cách cách sự hiểu biết của mỗi người chúng con, cho chúng con hiểu Chúa càng bề dày, bề sâu, bề rộng, để mà nhận biết Ngài càng hơn. Con yêu Chúa, yêu nhau và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mấy tuần nay mình cũng được Pastor Cường giúp cho mình về cái vấn đề cầu nguyện và kiêng ăn, là chiến trận thuộc linh. Thì để hiểu cầu nguyện và kiêng ăn thì mình cũng đã học cái bài đó rồi, thì em cũng ôn lại chút xíu ha, để mà mình không có phải là bị nặng nề về cái vấn đề cầu nguyện và kiêng ăn. Cái đó là với tấm lòng với Chúa thôi. Thì cầu nguyện mình cũng biết rồi, cầu nguyện là mình cầu nguyện chứ không phải cầu xin. Hồi xưa ở trong tôn giáo thì cứ cầu xin chứ không biết cầu nguyện nha. Ở đây thì mình lớn được lớn và được nuôi dạy một cách rất là tỉ mỉ để mình không còn bị vào cái thái cực mà chỉ không biết cầu nguyện như thế nào và cầu cầu xin thôi, mà cũng chưa biết phân biệt cầu nguyện và cầu xin ra sao nha. Thì đây mình cũng đã học là cầu nguyện là cầu nguyện là tìm kiếm ý muốn của Chúa và triển khai ý muốn của Chúa trên đất, trên đời sống của mình ha. Cầu nguyện cũng là một cái hơi thở của tâm linh, và cầu nguyện cũng là một cái mối quan hệ để tạo cái mối quan hệ tương giao giữa Đấng tạo hóa với con người. Rồi kiêng ăn thì tập trung cho Chúa để mà hiểu được cái khải tượng hoặc sự bày tỏ của Chúa, cũng triển khai cái ý muốn, cái bày tỏ của Chúa trên đời sống của mình nha. Thì khi khi kiêng ăn á, thì mình có cái độ tăng tốc và cái tần suất á, tập trung nhiều hơn, như điều đó là có. Rồi hôm trước mình có học á, cái khi mà những người mà cơ đốc nhân ngày nay á, cầu nguyện kiêng ăn là để mà xoay chuyển tay của Chúa, là cầu nguyện để mà Chúa giải quyết cái nan đề mà ý muốn của họ, để mà không chứ không phải là cái ý muốn của Chúa. Và với hội thánh của mình là không có cái thái độ đó. Cái bản chất thì cầu nguyện kiêng ăn là để là nhận biết ý của Chúa, để mà mình được nghỉ, được an nghỉ trong Chúa, được vào nơi chí thánh an nghỉ trong Chúa, và để mà trước là thay đổi bản thân mình, được xây dựng chính mình, và qua mình thì bắt đầu cái ý muốn của Chúa đó phải được triển khai qua mình. Thì để mà hiểu được cái việc mà cầu nguyện và kiêng ăn. Và có những người, những hội thánh khác, hoặc có những người cơ đốc nhân họ cầu nguyện và kiêng ăn với cái mục đích của họ là đuổi quỷ trừ tà nữa, nhưng mà không có muốn làm theo ý muốn của Chúa. Như trong Gioan chương 2 đoạn 2 câu 10, em muốn đọc cái câu đó trước, em cũng có câu 12, câu 13 đó. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng của các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, để ý về sự tai vạ. Thì mình cái sự cầu nguyện và kiêng ăn là để làm sạch mình, nhận biết ý muốn của Chúa, thay đổi chính mình. Khi lúc đó là
mạnh rồi mới đi vào cuộc chiến. Còn còn dở dở ương ương, còn vẫn hăm hẳm bơi trong cái thế gian thì không thể nào mà mình đi vào cuộc chiến. Là cuộc khi mình nói tới cuộc chiến, trận chiến thì mình phải biết cái trận chiến đó là như thế nào. Và nếu mà mình nói tới trận chiến mà mình không hiểu được cái nội dung của trận chiến ra làm sao thì mình chưa đánh là đã thấy thua. Thì ở đây em cũng nói về bài hôm qua của bác Sơn Cường rất là hay, nhưng mà em thấy là như chưa có ra video hay sao, tôi cũng chờ. Mày cầu nguyện cho anh á. À, cầu Dạ. nguyện chứ nhé. Đêm qua ra rồi đấy. Đêm qua cũng chiếu rồi. Ồ vậy hả, chắc em nghỉ chắc nửa đêm á. 11 giờ, 12 giờ không? Em 9-10 giờ chờ mà chưa thấy. Đêm. Thì em nói lại về cái bài trận chiến thuộc linh của Ephesos chương 6 ha. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lại thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu rỗi làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh ban cho, tức là lời của Đức Chúa Trời, và hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bình đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ nha. Thì em có học về cái phần chiến tranh thuộc linh ở chương trình tương lai cho Việt Nam á, ngày này em cũng biết được rằng có 5 điều mà để mà mình nhận thức được, là mình nhận thức được mình ở vị trí nào ở trong Chúa. Mình phải biết được cái độ tuổi, cái hạng độ tuổi thuộc linh của mình, rồi biết chiến trận, biết chiến lược chiến trận, rồi biết cái vũ khí gì để mà mình chiến đấu, rồi cái đối tượng đánh là ai. Thì cái điều một đó là nhận biết Chúa, có mối quan hệ chặt chẽ với Chúa. Thì cái độ phải sau khi được sinh lại, giống như Pastor Cường Quan nói, sau khi được sinh lại là phải trưởng thành, chứ không phải là nhận biết Chúa có nghĩa là đọc chỉ một cái lời nhận biết Chúa, tin nhận Chúa một cái như vậy là vẫn còn bị lừa nhé. Vậy như mới vừa đẻ ra con trẻ thì phải cần được học, được chăm sóc rất là kỹ lưỡng, chứ không phải là mà chăm sóc được học rất là kỹ lưỡng mà phải học với ai và học như thế nào nữa. Bây giờ thời này là thần học rất là nhiều, mà em cũng nói những cái thần học mà dạy dỗ cho con cái những cái thức ăn nó chỉ là bám vào Chúa chỉ có ở đời này mà thôi, với cái bụng của họ thôi. Để ngày hôm nay thì để biết rằng là trường đại học tổng hợp thần học nước trời này là nuốt sạch tất cả những cái thần học của thế gian của đời này, và là câu trả lời cho tất cả, đặc biệt rằng cho các lãnh đạo. Rồi cái thứ nhất là tin nhận Chúa, nhận biết Chúa và nhận biết cái vị trí của mình trong Chúa. Vị trí đó thì mình cũng biết rằng là cái hội thánh sự thứ sáu Thiên Chúa của mình là cái vị trí là sao, ở trong sách Khải Huyền á, ai thắng đánh trận thì phải có người thắng người thua. Ai thắng thì giống như ta thắng ngồi trên ngai của cha ta, như
như nếu mà các con thắng thì các con cũng được ngồi trên cùng với Chúa trong vương quốc của Ngài, đó là cai trị cùng với Ngài, cùng với Chúa, cũng như trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 5 câu 6 cũng có nói đó. Chúa cũng thương xót mình, và em đọc Ê-phê-sô nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, vì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, đồng cai trị với Ngài. Thì còn điều thứ hai thì phải như em nói là xác nhận cái độ tuổi thuộc linh, thì cũng như có cái ba độ tuổi về đức tin mà trong một dân đoạn 2 từ câu 12 đến 14 đó, thì độ tuổi đức tin con trẻ, thanh niên và trưởng lão đó. Thì từ cái cấp bậc mình phải được lớn lên cho đến độ tuổi đức tin trưởng lão, để mà rất là sành sỏi và rất là rành về cái ý muốn của cha mình, Đức Chúa Trời. Rồi cái điều thứ ba là thức ăn cứng, thì có 5 điểm chiến lược. Thì thứ nhất là nhận biết lẽ thật, và nhận biết không phải là nhận biết không, nhận biết là áp dụng nó trong cái đời sống của mình thì mới gọi là nhận biết. Nhận biết lẽ thật có nghĩa là giống như trong Ephesos nói rằng đó, cuối cùng gươm sắc bén chính là lời của Đức Chúa Trời, và lời đó như thế nào, lời đó nhập thể trong trong mình, lời đó phải nhập thể trong xác thịt và được được đầy đầy dẫy, được dày dẫy ơn và lẽ thật. Và điểm thứ ba, điểm thứ hai là cầu nguyện cùng với Đức Thánh Linh, nhạy bén trong Đức Thánh Linh để mà biết được cái ý muốn của Chúa. Rồi điều ba, cái điểm thứ ba là ngợi khen thờ phượng Chúa, là không phải là ngợi khen là hát cho to cái mồm lên, nhưng mà cái ngợi khen thờ phượng Chúa đi đôi với cái việc là mình thực hiện cái công việc của Chúa và đang hầu việc Chúa cũng là ngợi khen và thờ phượng nhé. Thì chắc chắn cái việc mà mình ca ngợi Chúa thì nó cũng phải có một phần đó, thì không thiếu, nhưng mà cái việc ngợi khen thờ phượng thật đó, đó là dâng mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài trong thân phận lời thật. Rồi điểm thứ tư là tin lành hóa, đặc biệt là những cái lĩnh vực mà mình được kêu gọi, đó là cái việc đó lúc là mình thực hiện, lúc đó là thực hiện sứ mạng á, là cái miền đất hứa mà Chúa sẽ kêu gọi mình để mà lãnh đạo á, để cai trị á. Ngày điểm thứ năm là hiệp một, nghe tới hiệp một, một khối nhất thể, hiệp một là mình biết là có sự hoạt động của Đức Thánh Linh, mà mình biết ngày hôm nay là rất là nhiều giáo, có rất là nhiều giáo phái và nhiều tôn giáo rồi á, ai cũng ganh ghét nhau, người này hơn người kia hơn, như hồi qua nói á, là bắt đầu là nói xấu nhau, nói thằng này tà giáo, thằng này bị gì đó, tà giáo hóa giáo gì đó, đủ thứ trò hết. Tại là làm sao mà có thể được cũng cùng một một Thiên Chúa mà tin mà chia rẽ ra, chia cách ra như vậy. Chỉ có hiệp một trong trong Chúa thì mình mới biết được là sự hoạt động của Đức Thánh Linh theo cái giá trị nguyên tắc nước trời, chứ không phải là theo cái giá trị thế gian của đời này. Mà mình biết là quỷ tôn giáo nó đang là hoàn thành. Và điều 4 là cái đối tượng đánh chặn, thì mình phải biết mình đã học về cái phân biệt tách bóc
là mình không thể nào mình đánh con người, mình không có, mình cay đắng, mình ghét con người, tại vì con người là một cái tác phẩm tuyệt vời mà Đức Chúa Trời Ngài dựng nên. Không cần mình, Ngài nói rằng mưa đổ xuống cho kẻ ác cũng như người công bình, nhưng mà mình không phải là mình câm miệng cho cái sự bất bình, sự gian ác. Mình đã tách bóc ra rồi là mình không đánh với con người và mình không kết án con người, nhưng mà mình kết án sự gian ác của công việc. Hả? Công việc của cái con người đó đã liên minh với ma quỷ để mà thông dâm với nó, để mà làm những việc ác, và mình phải lên tiếng chống lại kẻ cái việc ác để rút cái linh hồn của cái người đó ra, để mà may là họ được cứu trong ngày của Chúa. Điều năm là Chúa nói tất cả những cái vũ khí, ở trong sách Ephesos này, Chúa nói mặc mang toàn bộ binh giáp vũ khí ha. Thì khi mình vào cuộc chiến, cuộc trận chiến, thì mình biết rằng là Chúa vừa mới mới khởi sự, thì Chúa nói anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Ngài. Thì trong Gioan nói là kẻ mà làm theo mạng lệnh của Ngài thì rất là mạnh. Nói chung cái gì mà mạnh thì mới vực mình, mới đánh chặn, mới đánh thắng được. Hôm qua em có em học thêm về cái phần của Pastor Cường nói hôm qua đó, nghe rất là hay. Cái phần mà ma quỷ nó không có giết mình, nhưng mà con người với con người giết nhau. Ma quỷ nó chỉ là một kẻ lừa, lừa bịch, lừa gạt, lừa dối. Nó lừa cái con người cũ, và có con người cũ đó nó mới thông dâm với cái lừa lừa bịch đó, thì chính con người đó tự làm cho mình bị chết. Cho nên đừng có nói rằng là ồ ma quỷ nó ghê, nó khiếp lắm. Rồi còn có cái hình đó mà đưa cái tay lên đó, mà đi so sánh Chúa Giêsu mà đi đánh đồng, gọi là gì, vực tay với lại quỷ Satan, thật là nhục nhã cái hình đó. Khi mỗi lần mà Pastor Cường mà kể, Pastor Cường giảng mà nói cái đó, là em thấy thật sự là không biết ai mà đi đi đưa cái tấm hình đó lên một cách rất là nhục nhã như vậy. So sánh một đúng tạo hóa, tạo ra cái tạo vật Satan, ma quỷ, các những cái thiên sứ bị sa ngã, nó là tạo vật, mà đi so sánh với đứng tạo hóa và tạo ra nó thì không thể nào mà chấp nhận. Thì ở đây mình hiểu được cái chiến lược. Như Phaolô nói trong cuộc chiến, thì con cái cơ đốc nhân thì phải phải hiểu được cái thức ăn mà mình ăn như thế nào mà nó mạnh để mà mình mới vô cuộc chiến. Thì trong cơ thể mình cũng hay nói là mình ăn cái gì để lệ thuộc vào cái sức khỏe mình, lệ thuộc vào các cách mà mình giữ sức khỏe mà mình ăn gì. Thì cũng như về phần tâm linh cũng vậy, mình ăn uống như thế nào để cho mình lớn và mạnh, và lúc đó là mình không phải rơi vào một cái thế cực là ở cái mục vụ là đuổi quỷ trừ tà không. Lúc đó là mình chỉ có nói là biểu nó giang ra và xéo ra, khúc xéo ra khỏi cái đời sống của mình, và mình tiếp tục để thực hiện cái sứ mạng của mình thôi. Thì những cái điều đó nó xảy ra trên đời sống của mình là để Chúa cũng thực tập cho mình biết những cái điều đó. Giống như em biết được rằng có cái câu, có cái thi thiên á, thi thiên 18:34 á, Ngài có mục đích của Ngài, như vua David có nói, Ngài tập tay tôi đánh đánh giặc đến nỗi mà cánh tay tôi gươm nổi cung cung đồng. Phải không Pastor Cường?
Tại vì nếu mà mình tập trung vào cái sự đuổi quỷ trừ tà quá là mình dí theo nó luôn mà mình không lo làm việc cái con người mới của mình, thì khi mình là khi mình đang với con người mới, mình đang hăng say với Chúa, học với Chúa để muốn thực hiện cái sứ mạng, thì có con người cũ sập tham tham nó phải lèo nhèo là mình đá, mình phải dạt nó qua một bên, chứ cũng không phải là tập trung nhào đầu vô để mà tập trung cái con người cũ để mà coi đánh đá nó như thế nào. Nhưng mà mình hiểu được cái chiến lược và cái sự gian xảo và lừa bịch của nó để mình vạch trần nó ra. Nhưng mà vạch trần như thế nào, chắc chắn là Chúa làm qua các tạo vật của người, qua các tạo vật của Ngài, là qua con người, trên con người và trong con người. Thì tất cả trong đội ngũ của mình có những cái điều gì mà nó xấu xa tồi tàn gì, là cái con người cũ đó thì cũng phải vạch mặt nó ra thôi, để cho nó không có liên minh với lại con người mới. Và con người mới là con người mà rất là hăng say và bận rộn cho cái ý muốn của Chúa, đặc biệt rằng là ham muốn được học với Chúa, được nhận biết với Chúa ngày càng hơn. Thì ông Phaolô ông mới nói để mình tìm được cái sức mạnh trong Chúa, thì như trong Gioan ông cũng nói những người làm theo mệnh lệnh của Ngài thì rất là mạnh. Thì ông nói là vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết đó, thì như em nãy em nói là mình có cái biết cái tư biết học về cái tư duy ấy, tách bóc về việc về con người và công việc, bèn là cùng chủ quyền thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đây, nó cũng có cái tổ chức của nó có chủ quyền thế lực, vua chúa thế gian, rồi đâu phải là thần mà thần thường, thần dữ trên các miền trên trời. Cho nên nó cũng có chiến lược của nó. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Đó. Cùng mưu trước, nó cũng có mưu kế, nó có chiến lược. Mà mình là con cái Chúa, là những người cơ đốc nhân, là người đứng trên các đỉnh núi mà làm việc, làm không có hệ thống, không hệ thống nước trời, giá trị nước trời, có chiến lược, chiến thuật mà mình cũng đã học qua cái bài về chiến tư duy phân tích, tư duy chiến lược đó, để mà mình cũng làm việc có cái sự sắp đặt, sự chiến lược. Còn không là ở đây thế lực, vua chúa thế gian mờ tối, thần dữ, mưu kế của nó, có mưu kế, mưu 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 lực của nó. Thì mình học, mình được trang bị, thì tất cả những cái đó là những vũ khí của mình. Hăng say loan báo tin lành của Chúa, không phải là những cái tin lành cứu rỗi, tin lành tin nhận Chúa đi được cứu rồi là xong, ngồi yên đó để bắt đầu cho nó tới nó đánh tứ bề mà cũng không biết cách để đánh chặn nữa, đánh 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 trả lại nữa, rồi mang giày, rồi Ngài sắm sẵn cho mình giày thuẫn, dây nịt, gươm, mão, trụ. Trước khi ra trận là phải được trang bị này, để nói lên là người của Đức Chúa Trời phải được trang bị đầy đủ để làm mọi công việc của Ngài. Vì để mà nhưng như trong Gia Cơ thì Chúa nói rằng anh em hãy chống trả lại ma quỷ để chúng chạy xa anh em. Hãy hạ từ khiêm tự hạ dưới Đức Chúa Trời, chống trả lại ma quỷ để chúng chạy xa anh em, là có nghĩa là mình phải thật sự là đầu phục Chúa, phải khao khát Chúa và mong muốn được thực hiện ý muốn của Chúa, nhất là thực hiện cái sứ mạng mà đúng theo cái bản thiết kế mà Chúa dành cho mình trước sáng thế đó, là thôi
thôi rồi là mình không có, nó không có lừa bịch mình nữa, để cho mình chỉ có ru ngủ trong cái bốn bức tường tôn giáo là như vậy là đủ rồi, à, thờ phượng Chúa như vậy là đủ rồi nhé. Và Chúa sẽ phán xét tùy theo mỗi một hội thánh cũng như mỗi một cá thể con người thực hiện cái sứ mạng tiền định của mình. Thì à, ở đây là bây giờ mình mới biết được rằng là cái thế lực của sự tối tăm đó là cái con người cũ, cái kẻ thù lớn nhất của mình, mà ngay cả những người chưa tin Chúa đó họ cũng biết là kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính là chúng ta, là cái con người cũ đó, chưa tới phiên ma quỷ đâu, mà nó mà còn liên minh tới sự tối tăm nữa, nó còn là mạnh hơn. Cho nên mình phải làm việc chính mình lớn mạnh, là đặc biệt là tại sao nói là có những cái cuộc chiến thiêng liêng, cuộc chiến nội tâm, cuộc chiến thuộc linh, là cũng là mỗi cá nhân cũng đều có những cái cuộc chiến thuộc linh đó, để mà fighting với cái con người cũ đó. Mà không phải hầu như có những lúc là nó sẽ gieo vào những cái điều tiêu cực, những cái mà tiện nghi, kỳ nghi, những cái mà ham muốn chỉ đời này mà thôi. Còn mình cũng cũng tin Chúa mà, cũng tới hội thánh mà, cũng thờ phượng Chúa mà. Nhưng mà không phải chỉ là một cái thực hành kiểu tôn giáo, nhưng mà làm sao để biết cái mục đích sống và mục đích để mà tìm kiếm cái bản thiết kế mà Chúa dành cho mình, cho chính mình nha. Không thể nào cho hội thánh hay cho một mục sư nào hay một ai đó, nhưng mà chính mình, và chính mình sẽ thực hiện cái sứ mạng đó, và chính mình sẽ trả lời cái sứ mạng mà Chúa đã đặt để cho mình trên đất này. Chứ không phải là sống trên đất này là ăn để sống mà sống để ăn, ăn xong rồi ị ra đó là xong, đi làm nô lệ cho cái lao động, cho cái chỉ vì miếng ăn. Nhưng mà còn lao động về thần linh, linh hồn nữa, cũng lao động y chang. Về phần thân xác sáng, ai mà gọi emergency, mà có những người đi làm sớm thì hãng mà gọi, mà giống như thứ bảy chủ nhật ví dụ anh Phương, mà hãng mà gọi cần cái là cũng xách dép bỏ chạy đi liền, 4 giờ sáng 5 giờ cũng đi. Thì em nhìn thấy vậy, Chúa cũng vậy cho em. Về phần linh hồn cũng vậy, lao công y chang vậy, bởi vì nó có phản chiếu đất bởi trời, trời bởi đất mà, thì cũng phải lao nhọc để mà làm việc. Còn cái không phải làm việc và cái thân xác ở ngoài để mà kiếm ăn, lao động để mà kiếm ăn, rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhưng mà mình phải đi căn đổi phần thần linh, linh hồn cũng lao động khó nhọc như thân thể, để mà đợi cái tâm linh thì biết rồi, chẳng phải ăn phở ăn bánh, mà ăn cái thức ăn mà thiêng liêng, tức là lời của Đức Chúa Trời, lời 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 đó phải được nhập thể, lời đó phải được ứng nghiệm trên đời sống, trên cái linh hồn của mình. Thì qua cái bài mà cầu nguyện kiêng ăn với chứng nhận thuộc linh thì em chỉ hiểu được bấy nhiêu như vậy. Xin hết. Có ai có câu hỏi gì không? Góp ý gì thêm không? Hiến Nam. Tạ ơn Chúa. Ôi chi, anh Trung. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Để lại. Amen. Sẽ ngâm cứu tiếp bài ngày mai, ngày bài hôm qua, tại bài hôm qua bài này rất là hay. Rồi tuần này mình làm bài cũ thôi phải không? Hay là cả bài mới luôn? Nếu mà bài mới đã ra rồi thì ngày mai mọi người sẽ học bài mới đi. Còn bài cũ thì em với lại Pastor Hoài Hương chia sẻ 2 ngày rồi, em nghĩ là cũng thấy là đủ rồi đó. Em muốn nghe bài mới, mọi người ngày mai học cho bài mới đi. Em thấy bài mới đã được post lên rồi phải không Pastor Cường ạ? Buổi tối chờ tới 10 giờ để em vẫn chưa thấy à. Bây giờ chưa có mấy ngủ Để mình lúc đó ngủ rồi. có rồi Pastor Cường cái là mà like chia sẻ mới hay là sao? cái theo dõi bài tập đấy
Nam cũng phải theo dõi như Nam nhé. Theo dõi bài tập mình gửi lên để xem các đề tài để ai đã nộp rồi để anh em tự theo dõi. Nhìn cái đấy thì nhìn xem mình đã làm ai làm đâu rồi. Tạ ơn Chúa. Thì tóm tắt nhiều thứ. Cả chiến lược của Hội Thánh là nó hết luôn rồi. Đúng nhỉ? Là cầu Dạ. nguyện cả chiến lược của Thánh mình đấy, vẫn năm cái điểm mà em nhấn mạnh đấy, về lời Chúa, về cầu nguyện, về lời khen thờ phượng, về tin lành hóa muôn dân, về hiệp một trong các hệ thống giá trị, năm cái đấy. Hiện tại mình đang làm hai cái đó là lời Chúa và cầu nguyện, còn lời khen thờ phượng thì mình vẫn chưa làm được, đó thì tí tí thôi. Để thờ trưởng không không những chỉ là hát ngợi khen thờ vượng hát, hát đàn hát đâu, mà cả những công việc mà nó dính tin lành hóa đấy, tin lành hóa muôn dân đấy. Và đang dần dần trong việc mà hiệp một trong hệ thống giá trị, năm cái điểm đấy là chiến lược đấy. Để đạt được mục tiêu đấy. Anh em còn nhớ chiến lược là gì đúng không? Sách luật để chiến thắng đấy, để đạt được mục tiêu đấy. Ít nhất là 3 phần đấy. Chiến thắng để đạt mục tiêu. Biết là mục tiêu đã định như thế nào rồi. Xong rồi phân bổ tài nguyên này, xong cách thức để thực hiện đấy. Nói anh chị em tiếp tục đi. Hallelujah. Chứ nếu mà không có câu hỏi gì hay thắc mắc góp ý gì thêm thì mời cầu nguyện nhé. Hôm nay thứ hai mình cầu nguyện cho lãnh đạo đó. Cái điều mình thiết tha nhất là cầu nguyện để mà Chúa mở lối cho những người lãnh đạo để được vào học cái trường đại học tổng hợp thần học nước trời. Và em biết chắc rằng Chúa sẽ dùng những người khác và để tháp tùng cho những người lãnh mục sư, những mục sư khác. Thì em biết rằng là Chúa đang làm việc, Chúa đang làm việc để mà cũng kêu gọi một số lãnh đạo vô để tham gia. Cảm ơn Chúa khi em nghe như vậy rất là vui mừng cho những người lãnh đạo như vậy. Bây giờ hiện tại giờ cũng còn rất là còn nhiều những người lãnh đạo rất là con trẻ, tuy là thân xác bên ngoài cả mấy chục tuổi rồi nhưng mà cũng rất là thê thảm lắm. Hôm qua cũng được gặp gỡ ông 80 tuổi, ông cũng hay thỉnh thoảng hay cao máu, hay mệt thì hay ngồi ở bên ngoài ngoài đang thờ, đang hội thánh, đang thờ phượng ở trong nhưng mà ông cũng ra ngoài. Hôm qua cũng nói được một chút xíu về cái sứ mạng tiền đình và bức tranh toàn cảnh mà Chúa sẽ dùng ông 80 tuổi để mà khuấy động cái hội thánh này lên, hội thánh mà ông đã ở đây 20 năm. Mà đừng có nghĩ rằng là mình là kẻ bất lực. Ngày sau rót á, rất là bị sốc vì con mới biết Chúa, những người ở bên ngoài người ta không tin Chúa, người ta sẽ không có kêu lạy Chúa đâu, họ kêu Phật ơi Phật ơi, nhưng mà họ họ vẫn còn lương tâm của họ được xét duyệt theo lương tâm. Còn mình biết Chúa lạy Chúa lạy Chúa, ngày đó là cái miệng hãm miệng ra cứ lạy Chúa lạy Chúa, Chúa ơi con nhân danh Chúa con giảng biết bao nhiêu đó. Con biết bao nhiêu bằng thần học, con nhân danh Chúa con lấy thần học con giảng rồi con đuổi quỷ trừ tà làm đủ kiểu hết, mà nói ta không biết các ngươi là ai, hãy xéo đi cho xuất khuất mắt ta. Lúc đó chỉ có biết nghiến răng và khóc thôi, và nếu mà không có răng thiệt răng giả thì nghiến lợi. Ông cười phè tại biết ông ăn răng giả, tại vì đang nói căng thẳng thì nói chút xíu vui cho ông đỡ căng. Ông nói cô ơi cô thôi thôi cô chỉ cần cho tôi học được chút xíu đó thôi, tôi choáng rồi, tôi nằm tôi để trong trong lòng tôi bây giờ là không còn phải là tôn giáo ông ạ. Tôn giáo là bây giờ Chúa, trước khi Chúa phán xét thế gian là Chúa sẽ phán xét hội thánh, những người mà làm những nghi thức tôn giáo. Chứ còn ngày qua ngày cứ như vậy hoài, kích hoạt cho ông trong hội thánh của ông đang ở 20 năm nữa. Dạ thì
Dạ, mình em kể và làm chứng chút xíu về em gặp gỡ một số người trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Rồi mời Hiến, mời Nam cầu nguyện nha, rồi đến cô Chi, anh Trung. Em đi lo cho chú sếp nha. Thế thì con nguyện đi. Chị cầu nguyện, chị chia sẻ rồi bây giờ Hiến cầu nguyện đi Hiến. Tới giờ chị phải phải cho chua sẹp đi ra xe bus rồi em. Nè. Cảm ơn em. Mời em. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng ban sự sống. Ngài là đấng mà chúng con tin Ngài, chúng con được chiến thắng trong mọi sự, Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về những bài học mà Chúa ban cho chúng con để chúng con biết làm cho đúng, Chúa. Chúng con yêu đến Ngài, Chúa ơi. Chúng con chúc phước cho những bài học mà chúng con được nghe, Chúa. Chúng con chúc phước cho chị Thủy trong đời sống yêu mến Chúa, trong đời sống dành thời gian cho Ngài, trong đời sống ham mến những lẽ thật của Ngài được rao giảng ra khắp đất, Chúa. Con cảm tạ Chúa rất là nhiều. À, con cầu nguyện cho hôm nay, cầu nguyện cho đất nước Ukraine, Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ và cũng nhiều đất nước, Chúa. Con cầu nguyện rồi. Cầu nguyện cho sự kêu gọi của Chúa là dân, như là dân mà Chúa yêu. Chúa kêu gọi họ ăn năn hạ mình trước quyền phép của Ngài, giống như là những thành mà Chúa kêu gọi họ ăn năn và họ đã từ bỏ đi sự gian ác để họ đầu phục Ngài thì được Chúa thương xót, Chúa. Con cầu nguyện cho đất nước Ukraine, Chúa, sự phán xét của Ngài đến trên hội thánh, Chúa. Và con cầu nguyện cho hội thánh giống như là Jonah, Chúa, khi đã đi lầm lạc thì họ lại nhận ra được Đức Chúa Trời, thì lại đi vào đúng con đường của mình, đúng quỹ đạo của mình, ở trong danh quyền năng của Ngài, Chúa. Chúng con cầu nguyện sự đắc thắng của Ngài đến trên dân tộc Ukraine, Chúa, đến trên hội thánh của Ukraine, Chúa, trong danh quyền năng của Chúa, Chúa. Ukraine là sự sáng, Ukraine là lẽ thật của Ngài, Chúa. Chúng con cầu nguyện, Chúa, cho cuộc chiến giữa Ukraine và cuộc chiến Nga, và đất nước Nga sẽ bị sụp đổ một cái thế hệ gian ác của tín ngưỡng vô thần, Chúa. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Ukraine và đất nước Nga sẽ được nghe thấy tin lành nước trời của Ngài và được sinh lại một đất nước Nga mới đầy giấy tin lành vương quốc của Ngài, Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Và con cầu nguyện, Chúa. Cảm ơn Chúa về Ngài đang hành động trên đất nước Hoa Kỳ. Ngài đang sử dụng chúng con là những người Việt Nam được sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ. Và chúng con là những con người thật là được phước khi nghe được tin lành vương quốc của Ngài. Và con cầu nguyện để sứ điệp của Chúa trên người cha thuộc linh của chúng con ở tại Hoa Kỳ, sứ điệp của Ngài trên các anh chị em của chúng con bên Hoa Kỳ được rao giảng. Và con chúc phước cho kênh Tiếng Nói Nước Trời. Chúng con chúc phước cho các mảng truyền thông, Chúa ạ. Thông tin của Chúa được giao truyền, Chúa ạ, trên mọi tạo vật mà Chúa ban tặng trong hội thánh mà sự đó của chúng con tại Hoa Kỳ, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, là cảm ơn Chúa về đất nước Việt Nam mà Chúa yêu mến, Chúa ạ, mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, lãnh đạo trong đất nước Việt Nam của chúng con, họ sẽ tiếp nhận cái tin lành nước trời mà
Chúa dùng người cha thuộc linh của chúng con để bày tỏ Chúa. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con đi đến Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha chúng con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Em cái lời Chúa đã cho chúng con cha. Cảm ơn vì cùng các anh chị em con cha. Cảm ơn vì sự dấu của Ngài trong con nhận biết được. Con còn phải chiến đấu với con người cũ sao và ma quỷ sao, rồi chúng con phải đắc thắng đời sống của mình sao, chúng con phải sống một đời sống đắc thắng sao, đời sống mà phản chiếu được sáng của Ngài sao, phản chiếu được quyền năng của Ngài cho đời sống con sao, cho con nguyện xin Ngài giúp con sao để cho con biết được con phải nương dựa vào Ngài sao, con phải là những người mà lắng nghe ý muốn của Chúa sẽ thực hiện những điều mà Chúa muốn cho đời sống con sao, đó là chúng con phải đi bày tỏ sáng của Chúa sao, con phải tin lành hóa xã hội sao, chúng con phải ngợi khen Ngài sao cả cuộc đời của mình sao, ngợi khen Ngài ở mọi nơi sao, con luôn vui mừng hạnh phúc thả lòng trong sự sống trong cái sự sống mà Ngài ban cho con mỗi ngày sao, để em con được có cơ hội được thực hiện công việc của Chúa sao, được phục vụ Ngài sao, được phục vụ những người xung quanh sao, được yêu thương những tạo vật của Ngài sao, những nhất là con người sao, tạo vật kiệt tác của Ngài sao, cô nguyện để rồi Ngài giúp con sao, để chúng con là câu trả lời cho họ sao, con phải là những con người mà có cái sự bày gọi là sự bày tỏ của Chúa, sự trả lời của Chúa sao cho những con người đang gặp khó khăn, cho những con người đang ở trong cái sự mù loà sao, ở trong cái sự mà mất phương hướng sợ mất mục tiêu sợ không tìm kiếm ý nghĩa đời sống mình sợ, và những con người mà đang đi tìm lẽ thật của Chúa sợ, những người đang tìm lấy một cái sự cách mạng cho đời sống của mình sợ, đang tìm kiếm một cái sự thay đổi cho đời sống của mình sợ, cô nguyện để rồi giúp con sợ, rồi chính chúng con sợ là cái nhân chứng sống sợ, để em con bày tỏ cho họ biết sợ đời sống con sợ đã được Chúa cứu giúp sợ, và Ngài bày tỏ ông con nhiều điều sao, và ông con biết được ông con nhờ ân điển của Chúa sao, ông con đã được học biết và thay đổi đời sống mình sao, nhận biết được những cái điều sang hèn trong đời sống này sao, nhận biết được những cái sự đời đời sao, nhận biết được cái giá trị gì là quan trọng nhất trong đời sống con sao, sao con nguyện rồi Ngài giúp con sao, con phải học cách tương giao lắng nghe ý muốn của Chúa sao, và học cách trả giá sao, để đầu ông con phải làm chết đi tất cả những công việc cũ trong đời sống con sau khi mà con kia ăn công nguyện sao, con đang gọi là đập nát công việc cũ của mình sao, làm đập nát đi tất cả những ham muốn của mình sao, và ông con cũng đặt để linh hồn của mình sao một cách tập trung hơn sao, cho cái việc mà lắng nghe ý muốn của Chúa rồi cho cái việc mà tập trung vào Ngài sao, bỏ qua tất cả những cái suy nghĩ vướng bận nào đó trong đời sống của mình sao, chỉ tập trung vào Chúa sao, tập trung vào ý muốn của Ngài sao, tập trung vào lời Ngài dạy dỗ sao, rồi ông con khát khao ông con biết là sao, ông chứng minh ân chứng cho đời sống của mình rằng sao lời Chúa là quan trọng nhất cho đời sống con sao, ý muốn của Ngài sao, giá trị của Ngài là quan trọng nhất cho đời sống con sao, nên cảm nhận rất nhiều sao, vì Ngài yêu con sợ, Ngài bày tỏ lời thật của Ngài sẽ được sống con sợ, Ngài giúp con sợ cho con hiểu được niềm vui hạnh phúc cho sự thỏa lòng cho sự mà khát khao ý muốn của Ngài sẽ được sống con sợ, cho cảm Ngài vì Ngài cho con biết được cái một biết được cái sứ mạng sự kêu gọi của mình sao, biết được chúng con là con cái của Ngài sợ, của chúng con được Ngài tạo dựng nên để được ở đời đời cùng với Ngài sao, Ngài mong muốn cho chúng con phải xây dựng đời sống của mình cha đúng theo ý muốn của Chúa sao, đúng theo cái bản thiết kế thiền định mà Ngài đã để trên đời sống con sao, để như vậy sao chúng con sẽ là cái vũ khí sắc nhọn sao trong tay của Ngài sao, để Ngài sử dụng con đánh chiếm các dân các nước sao, Ngài sử dụng con cứu lấy những con người đang bị đau khổ sao, những cộng đồng đang bị sự gian dối và sự cướp bóc của ma quỷ sợ nó ăn họ thì ăn bánh xà và họ đang đau đớn và trong cái sự cái gông cùng cuộc sống này sợ trong cái Babylon sợ trong cái hệ thống của nó sợ cô nghĩ rồi cô nghĩ giúp con sợ để ông con đập nát tất cả sự
gian dối sao, tất cả những sự lừa đảo sao về linh hồn của người sao, về thời gian của họ sao, về cuộc sống, về đời sống của họ sao, để rồi họ được giải thoát sao, họ được Chúa cứu sao, được Chúa bày tỏ về chính Ngài sao, họ giải thoát ra khỏi cái sự lo lắng về những cái trong đời sống này sao, họ cần phải chuẩn bị cho cái sự sống đời đời của mình sao. Họ phải biết được, phải có những cái lựa chọn sao đúng đắn sao, cầu nguyện sẽ giúp con sao, em con đến, chúng con đạt được, chúng con đem lễ thật của Chúa sẽ đến nhiều người sao, cho tin lành của Chúa phải được rao giảng khắp đất sao, cái sự gọi là lễ thật của Chúa phải được rao giảng ra sao, phải được nhiều người biết đến sao, phải được nhiều người nghe được sao, phải được nhiều người tin vào sao, cầu nguyện sẽ hãy làm mềm lòng hết tất cả những con người mà khi mà họ nghe đến để học Chúa sao, họ tiếp nhận Ngài sao, họ tiếp nhận lời của Ngài sao, họ thay đổi đời sống của mình sao, họ quyết định như vậy sao, cô nguyện sao hãy giúp đỡ chị Ngài, hãy sử dụng những tai họa sao để cứu lấy những người đang ở trong tai họa sao, rồi trong những cái lúc mà khó khăn nan đề thử thách cho bệnh tật cho đến cho đời sống của họ sao, khiến cho họ tỉnh táo sao, khiến cho họ suy nghĩ về đời sống của mình sao, khiến cho họ suy nghĩ về sự sống của mình sao, cũng cảm là sẽ cầu nguyện rồi ngày giúp con sao, rồi chính bảo chúng con sẽ con phải trưởng thành sao, từ khi con trưởng thành sao, khi con tăng trưởng trong đời sống thuộc linh con sao, thì khi đó chúng con với đủ sức, chúng con với có nhiều khả năng và cơ hội sao để bày tỏ về Chúa sao, chúng con với được Chúa sử dụng để đem nhiều người về với Ngài sao, đem các gia dân tộc về với Ngài sẽ cô sẽ giúp con sẽ con phải rèn luyện sẽ con phải hy sinh sẽ trả giá sẽ để Ngài thay đổi được sống con sẽ con phải rèn luyện thực tập từ cái nhỏ nhất trà trong cái việc mà con đem lễ thật của Chúa con thay đổi đời sống của mình con lập trình đời sống của mình sẽ tận dụng trân trọng từng giây phút trên đời sống của mình sẽ con cảm nhận rất nhiều sẽ con cầu nguyện rồi Ngài giúp con sẽ chúng con phải lắng nghe lời dạy từ anh chị em của mình cha, con phải noi gương những con người mà anh hùng đức tin cha, con phải noi gương những người hướng dẫn đời sống con cha, noi gương các lãnh đạo cha, con cảm ơn rất nhiều cha, con nguyện cho tất cả các lãnh đạo cha, những con người đã dạy dỗ con cha, những con người đã trải qua nhiều điều trong đời sống cha, và để họ và rồi họ đúc kết được việc bước đi theo Chúa sao, việc dâng hiến đời sống mình lên cho Ngài điều đúng đắn nhất sao, là điều mà điều quan trọng nhất sao, là điều mà tôi cần phải thực hiện sao, cho câu cầu nguyện rồi Ngài giúp con sao, cho con biết con hạ mình sao khiêm nhường để con học hỏi từ những người lãnh đạo, những người người cha học lên con sao, người anh chú bác học lên con sao, những người đi trước con sao, họ đã siêng năng như nào sao, họ đã trả giá như nào sao, họ đã thành công như nào sao trong đời sống của họ sao, họ đã đem không biết bao nhiêu con người về với Chúa sao, đem biết bao nhiêu gọi là những con người từ sự gọi là chẳng ra chỉ sống xã hội cho trở nên những con người tuyệt vời cho cảm ơn rất nhiều vì những cái nhân chứng đó cho để ngài bày tỏ cho con biết sao ngài có thể thay đổi được mọi điều sao, ngài có thể qua đời sống con sẽ qua những mục vụ này để con sẽ con cứu lấy được nhiều người sao, cho cảm ơn cha xin ngài cho con sẽ dễ động con cũng gọi là không có chúng con học biết hay tất cả những cái sự ban cho của Chúa qua cái người hướng dẫn, qua người lãnh đạo, qua người cha của linh con sẽ rồi những cái gì mà tinh hoa nhất sao ngài đã dạy dỗ sơ, ngài đã truyền đạt ra thì chúng con phải tiếp nhận hay sơ để rồi chúng con nhận lấy những điều đó con trở nên những con người mà sinh ra kết quả cho ngài sao, sinh ra bông trái cho ngài sao, chúng con không thể gọi là một cái cây nhiều lá mà không có bông trái được sao, hôm nay cô cũng nghĩ sẽ giúp con sao, con phải trở nên những cái cây sao gần giọt nước đó sao, những cái cây mà sinh ra bông trái theo thời tiết đó sao, ô xin ngài giúp con sao, chúng con khát khao mong muốn sao sinh ra bông trái cho ngài sao, sinh ra những cái bông trái cho ngài sao, sinh ra những cái kết quả cho đời sống cho phú quốc của ngài sao, con cảm ơn rất nhiều chú con sao, cô nguyện cho tất cả những lãnh đạo những giáo viên
những mục sư sứ đồ tiên tri ở thánh đại sứ quán nước trời sẽ những người đã dạy dỗ con sẽ cảm ơn rất nhiều sẽ dù là chúng con còn xa cách về khoảng cách địa lý sẽ nhưng mà ở trong tâm linh chúng ta chúng con đã được nhận lấy những cái sự dạy dỗ sẽ những cái sự cách mạng cho đời sống của mình sẽ rồi con biết được sẽ ô ngài đang thay đổi thế hệ này sẽ ngài đang mong muốn sẽ thế hệ này nhận biết được tin lành nước trời sẽ nhận biết được cái dòng gọi là dòng nước trong đồng vắng đó xài cái dòng nước mà ngài tạo ra đó xài dòng nước mới đó xài để chảy cho đến đời đời sao suy nghĩ giúp con sợ con phải nhúng chìm mình vào trong cái dòng chảy mới này sao nhúng chìm mình vào trong tất cả những sự hiểu này sao ở chúng con phải trả giá sao để tìm kiếm sao để mặc lấy tất cả những cái gì mà chúng con cần mặc lấy tất cả những cái sự ban cho của ngài sao để đầu nhờ vào đó sao con sẽ sinh ra được kết quả sao con sẽ trở nên những con người hạt giống đầu mùa cho ngài sao cho cái cánh đồng mới của ngài sơ cho cái việc mà ông ngài bắt đầu giăng lưới ngày ra xa để bắt gọn hết tất cả những cái đội quân của ngài trong ngày sau đó của ngài xa ngài mong muốn sơ ô dân của ngài xa là sáng của ngài sơ là những người mà đứng ở trên đỉnh các lĩnh vực xa những người mà đem với sự giá trị của nguyên tắc nước trời xa công bình của ngài sơ đi rộng khắp xa ơn cảm ngài xa cho cầu nguyện xin ngài hãy ở cùng với tất cả anh chị em con trai những con người mà sẽ cho nên gọi là những người hướng dẫn và dạy dỗ sẽ cũng như những lãnh đạo tương lai sẽ con người sẽ giúp con sẽ con phải siêng năng sẽ học biết cách để cho nên người con sẽ chúng con phải gieo hạt giống là người con trước sẽ đi đầu sau này sẽ con cũng gặt lấy tất cả những hạt giống của người con sẽ để khi mà những người mà chúng con hướng dẫn cho những người con dạy dỗ sẽ những người mà đi theo con sẽ học cũng phân phục sẽ lắng nghe sao để rồi cái sự dạy dỗ của Chúa được truyền tải lại một cách hoàn toàn một cách đúng đắn cho một cách trọn vẹn sao cảm ơn rất nhiều sao nhưng xin ngài hãy nhắc nhở đời sống con sao rồi sống con biết được sao con phải phát triển đời sống của mình sao đồng đều hết tất cả các hướng trong đời sống sao chúng con phải nhìn ra được cái bản thiết kế tiền định trong đời sống của mình sao con học cách xây dựng làm sao cho đúng theo ý muốn của Chúa và theo các công đoạn chơi rồi trong linh hồn của con sẽ con ngày càng phát triển chơi rồi chúng con ngày càng nhận được sống của Chúa nhận hình ảnh của Đấng Christ cha hình trên đời sống con chơi cảm ngài cha chơi con cùng yên xin ngài hãy mở mắt chúng con cha trong con nhìn ra được cái sự bày tỏ khai thị của ngài cha và cho dân sự phóng túng vì không có khải thị sao nên cầu nguyện để rồi hãy giúp con sao còn phải chính chúng con sao chính mỗi chúng con sao phải nhận được sự khải thị của ngài sao nhận được sự bày tỏ của ngài sao nhờ đó mà chúng con khát khao sao của chúng con tin chắc vào những điều đó sao và bước đi trong cái sự đam mê trong sự khát vọng trong cái sự sẽ đoạt được những sự kêu gọi của Chúa sao trong một sống của mình sao cảm ơn Chúa con sao cầu nguyện cho tất cả hội thánh của Chúa sa cảm ngày ngài sử dụng hội thánh của ngài sa để đào tạo huấn luyện con sa và cảm ngài vì ngài đưa ông con vào trong hội thánh Mercy God cha cho cảm ngài rất nhiều sa vì trong thánh Mercy God cha chúng con nhận được thương xót của ngài sa con nhận được sự yêu thương của ngài sa dù không không ra gì sa không xứng đáng sa nhưng mà ngài vẫn yêu con sa ngài yêu con từ khi mà con là kẻ tội nhân sa ô huống chi bây giờ chúng con đã được ở trong nhà của ngài rồi sao nên con nguyện sẽ giúp con sao để rồi chúng con phải là mỗi viên gạch cho hội thánh của ngài sao mỗi chúng con sẽ phải vững vàng sao để rồi nhà của Chúa sẽ được cứng cáp sao trụ về này là thật ở trong nhà của ngài sẽ vững vàng sao cái gì đó hội thánh của Chúa sẽ thực hiện được công việc của ngài sao chúng con là một cơ quan quyền lực cực kỳ lớn sao ôi chúng con muốn gọi là nhận lấy trách nhiệm này sao chúng con phải nhận lấy cái quyền lực này thì chúng con phải nhận lấy trách nhiệm sao nhận lấy trách nhiệm để đời sống con sao là những người mà thực hiện công việc của Chúa sao phân phát lấy mọi nhiệm của ngài sao khiến cho hội thánh của Chúa trở nên là giáo tinh sạch của ngài sao huấn luyện đội quân đặc nhiệm của ngài sao sao con nguyện để đầu ngài giúp con sao hội thánh của ngài sao hội thánh Mercy God của ngài sao được thực hiện công việc của Chúa sao được
hoàn thành những gì mà Thầy giao phó trong con. Trời, con cảm ơn rất nhiều. Trời, xin hãy giúp đỡ hướng dẫn các bạn chị em con. Trời, đâu con trung tín trong nhà của ngài. Trời, để rồi trung tín trong công việc của ngài. Trời, con cảm ơn ngài. Trời, hướng dẫn anh chị em con đi trở lại. Con cầu nguyện cho Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Chúa. Amen. Chúng ta Chúa. Một sự lệ cưng. Chị chúc lành cho anh. Ơi, mẹ cha dấu yêu, chúng con cảm tạ hệ thiên cha. Ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các lãnh đạo, cho các hội thánh. Chúng cảm ơn cha, mẹ đã yêu anh chị em chúng con, dạy dỗ chúng con, để chúng con luôn biết những hướng dành cái thời gian để chúng con kiên ăn cầu nguyện, để công việc của ngài mỗi ngày phát triển, để đời sống anh chị em chúng con được Chúa dùng vào những thời kỳ sau rốt này. Xin cha ban cho chúng con có tấm lòng thao thác những ước nguyện mà cha mong muốn nơi từng anh chị em chúng con, để chúng con được đạt được mục đích với sự học hỏi này. Cha, cảm ơn cha nhiều. Giờ đây cha mở tai mở mắt cho các lãnh đạo, cho các hội thánh họ còn đang u mê trong những thần học giáo điều sơ học mà họ không trưởng thành, và cho giúp chúng con, giúp mỗi anh chị em chúng con là những công cụ cho ngài, đem tin mừng vương quốc của ngài lan tỏa trong đất. Ai cũng muốn rằng tin mừng vương quốc phải được rao giảng khắp đất, mà họ có học mãi trong tin lành sơ học mà không nhận biết Chúa, không nhận biết sư vụ của mình, mà chỉ là để trên mình là những người lãnh đạo, là những người dẫn dắt đàn chiên, nhận biết Chúa, nhận biết tin lành của ngài, phát triển hội thánh của mình. Vì hội thánh của Chúa là những nàng dâu mà Chúa đang mong chờ để con nàng dâu đó đủ trưởng thành, đủ lớn khôn trong ngài, để mà chuẩn bị dọn đường cho Chúa. Chúa ơi, con tin rằng có thánh linh ngài hướng dẫn đời sống từng anh chị em chúng con, để chúng con làm việc đạt được mục đích mà ngài mong ước nơi từng anh chị em chúng con, để phát triển hội thánh, phát triển sự dạy dỗ, để chúng con mỗi ngày qua sự dạy dỗ này thì chúng con khôn lớn trưởng thành hơn trong ngày. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những người nghe những cái việc mà ngài muốn lan tỏa vào thời kỳ cuối cùng này, để xin Chúa hãy động chạm tâm lòng của những lãnh đạo của những hội thánh, để họ tin rằng mọi công việc cho họ làm để mà nhìn lại những cái điều mà họ đã học hỏi 3 năm qua nó vẫn như vậy mà không phát triển được. Cảm ơn Chúa, ngài đã yêu anh chị em chúng con, để chúng con qua những công việc cầu nguyện kinh an, để chúng con công bố lời thật của ngài. Cảm tạ lời khen cha, xin cho chúc lành cho mỗi anh chị em chúng con một ngày mới, được mọi sự an bình an tươi mới trong ngài, đập chết con người cũ để con người mới được phát triển, lấy tất cả những gì mới trong ngài để nuôi nấng con người mới mỗi ngày khôn lớn. Cảm tạ lời khen cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Ô lạy cha kính yêu, chúng con cảm tạ ơn cha. Chúng con ngợi khen ngài. Con đến với cha với sự nhân từ và lòng thương xót của ngài, Chúa, để chúng con nhận được sự bày tỏ của ngài, sự dạy dỗ của ngài. Ô cảm ơn Chúa, ngài khao khát linh hồn chúng con như cũng phải khao khát ngài, khao khát ngài, khao khát tình yêu của ngài, tình yêu lẽ thật của ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Bởi ngài đang nhắc nhở chúng con để chúng con hãy tiết độ và tỉnh thức, Chúa. Ô kẻ thù của chúng con là ma quỷ, như sư tử giống, ô đi rình mò xung quanh chúng con tìm kiếm người nào có thể nuốt được, Chúa ơi. Ô Chúa, con cảm ơn ngài, ngài đang nhắc nhở chúng con để chúng con hãy tỉnh thức lại, để chúng con không có để tất cả những gì mà xảy ra trong cái đời sống của chúng con, của con người cũ lầm bầm khó chịu. Ô cáo trách Chúa đang cáo trách lòng của chúng con, Chúa tỉnh thức lòng của chúng con, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa để chúng con chỉnh đốn lại cái nếp sống, nếp nghĩ của chúng con phải giống ngài, Chúa ơi. Chúng con kiêng ăn cầu nguyện là để làm sạch lòng chúng con, để chúng con được tự bày tỏ của ngài cho đời sống của chúng con, cho sư vụ của chúng con, Chúa ạ. Chứ không phải chúng con kiêng ăn ấy những năng quyền của ngài mà tập trung vào những chữ tà chữ quỷ. Ô chúng con phải giải quyết những cái nan đề, những cái con người cũ của chúng con mới có chiến lược, chúng con mới có sức mạnh, chúng con mới
được chiến thắng đã trong cái đời sống của chúng con được Chúa ạ. Ôi chúng con phải làm việc với con người mới, thì chúng con làm việc con người mới thì con người cũ không có thể nào mà tấn công chúng, bởi chúng con đã để cho cái con người cũ nó có cơ hội Chúa ạ. Ô đó là ma quỷ nó đang cứ rình mò tìm kiếm để cắn xé chúng con, để có gì sơ hở nó liên minh với con người cũ của chúng con để nó đập phá, nó phá rối cái lòng của chúng con, làm chúng con nổi loạn. Chúa ạ, chúng cảm ơn Chúa, Chúa đang nhắc nhở chúng con điều này để chúng con trung tín với Ngài, chúng con phải biết trả giá với Ngài Chúa ạ. Những đồng xu đồng tiền mà Chúa ban cho chúng con, tất cả những tài sản, những của cải Chúa ban đó là của Ngài chứ không phải là của chúng con Chúa ạ. Chúng con phải biết điều đó để chúng con tập trung vào và xây dựng vương quốc của Ngài trên mảnh đất của chúng con. Tất cả những gì chúng con làm ra, chúng con chi tiêu là để chúng con xây dựng vương quốc của Ngài, chứ không có để làm lợi cho chúng con ở trên đất này, ăn gì uống gì mặc gì. Chúa rất là nhiều, Chúa đang đang kia đang làm mới cho cái đời sống của chúng con, để khi chúng con đã nói rằng chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài thì chúng con phải làm những điều mà Chúa dạy Chúa ạ, làm vâng, biết vâng phục Ngài, biết chung thủy với người chồng của chúng con Chúa, không có lăng tăng những chuyện ở thế gian này Chúa, chúng con không có nhân dâm những con cái thế gian này, chúng con phải chung thủy với Ngài. Chung thủy với Ngài thì chúng con lo công việc của Ngài Chúa, chứ không có để bất cứ những việc gì bề ngoài lấn chiếm chúng con, làm chi phối chúng con khi chúng con đi theo Ngài Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều, Ngài dạy dỗ cho chúng con, Ngài thiện chắc chúng con Chúa ơi. Ôi Chúa, con cảm ơn Ngài rất là nhiều bởi sự bày tỏ của chúng bộ của Ngài cho chúng con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo ngày hôm nay, xin Chúa mềm lòng những nhà lãnh đạo để họ nhận được tin lành nước trời khi chúng con mở ra trường tổng hợp thần học nước trời này. Họ phải tiếp nhận Chúa, họ tiếp nhận thì họ phải quy vào cái nguyên tắc giá trị của nước trời, chứ không phải những giá trị mà họ đang cưa làm, họ đang cưa giảng dạy Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Chúa đang đang làm mới cho đời sống của chúng con mỗi ngày, để chúng con hạ mình khiêm tốn mà đón nhận lời của Ngài dạy dỗ. Chúng con phải nhận những điều mới của Ngài Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa để chúng con không còn ăn những mana cũ kỹ thối 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 thối, thối thịt đó Chúa ạ. Chúng con phải ăn mana mới chính là lời của Ngài, lời sức sống của Ngài, sự bày tỏ của Ngài, sự tin lành vương quốc của Ngài Chúa ạ. Cảm ơn Chúa nhiều, chúng con yêu Ngài mỗi ngày, chúng con để làm mới cho, để chúng con cầu nguyện cho hội thánh của chúng con, sự thương xót của Thiên Chúa của Ngài, để chúng con được Ngài yêu thương, Ngài dùng chúng con là hội thánh của Ngài, là nàng dâu của Ngài, để bày tỏ tin lành nước trời cho tất cả những con cái của Ngài ở trên Houston này, trên thế giới này, nhận biết Ngài qua đời sống của chúng con. Chúng con phải biết làm hết tấm lòng của chúng con bằng tình yêu thương của Ngài, bằng sự công bình của Ngài, bằng sự thánh sạch của Ngài. Chúng con yêu Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn anh chị em. Amen. Em dùng lời cầu nguyện nhé. Chúa Giêsu Hiếu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vì tình yêu lớn lao Ngài đã dành cho chúng con, sự thương xót của Ngài đã thương yêu chúng con dường bao. Ngài cho chúng con ở trong dòng chảy mới và cuối cùng của Ngài để dọn đường cho Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha tái lâm. Ngài ban cho chúng con kỹ thuật đồng đi với Chúa qua mối tương quan cá nhân chúng con với Ngài, với Cha, với Chúa Giêsu cùng với Đức Thánh Linh, để lòng của chúng con luôn nóng cháy và có mối quan hệ từng
hình thái, cấp độ lớn dần trong Chúa. Thời gian mà Cha ban cho chúng con là chúng con được lớn mạnh, càng yêu Ngài, càng tin tưởng vào Ngài, càng nhận biết Ngài. Ngài tín nhiệm chúng con. Chúng con biết ơn Ngài những ngày tháng, từng giây phút chúng con được Đức Thánh Linh trợ giúp cho chúng con để đưa chúng con đến gần và yêu một Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con ngày càng hơn, như cha với con, như thầy với trò. Cha dâu yêu ơi, cha mong muốn chúng con trở nên những người con lớn và trưởng thành. Chúng con cũng khao khát để được làm thành những con trưởng nam, những con trưởng để lãnh trách nhiệm về cho mình, để mong mỏi thực hiện những ý muốn của cha ở nơi chúng con, ở nơi hội thánh sự thương xót của chúng con đây. Như thầy với trò, chúng con luôn học hỏi ở những người trò ngoan, để cái khao khát nhận biết lẽ thật, học nơi người thầy của chúng con là Chúa Giêsu. Chúa mời gọi chúng con hãy đến với ta, học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chúa ơi, chúng con mang DNA của Ngài, chắc chắn chúng con phải có những bản tính đức tính của Ngài. Qua việc chúng con làm việc với linh hồn của chúng con, cùng với Đức Thánh Linh khắc đẽo và thiết kế linh hồn của chúng con, để cho chúng con có tấm lòng mềm mại, học hỏi biết bao nhiêu những thức ăn mà Ngài đã ban phát cho hội thánh sự thương xót của Ngài đây. Và chúng con cũng biết được chúng con cần phải là những tôi tớ trung tín, tôi tớ trung thành, chứ không phải là những tôi tớ gian ác. Bởi vì Ngài ban cho chúng con nhiều thì Ngài đòi lại nhiều. Chúng con phải trình diện trước mặt Ngài những gì Ngài ban cho. Chúng con phải trả lời trước mặt Ngài sự ban cho đó, chúng con có sinh bội ra không, có làm sinh lợi cho Ngài không. Bởi vì chúng con biết được rằng quy tắc của Ngài là phải sinh bội, sinh lợi. Chúng con không thể nào ngu muội để sinh lợi chỉ cho những nhà băng của chúng con, tiền bạc của chúng con, sức khỏe của chúng con. Đó là sự ngu muội. Trời, chúng con cảm tạ cha đã soi sáng cho chúng con ở trong ánh sáng của Ngài, của Chúa Giêsu. Sự sáng của Chúa Giêsu soi dẫn chúng con biết sinh bội ra cho Ngài ở nơi hội thánh của chúng con, một kho tàng quý giá. Biết bao nhiêu những thức ăn mà sắp tới đây, chúng con cần phải phân phát lẽ mầu nhiệm của Ngài qua trường đại học thần học nước trời này, cho chúng con biết trách nhiệm mỗi anh chị em của chúng con ngồi lại với Chúa, cùng với nhau để biết được rằng những điều gì Chúa đang cần chúng con thực hiện trong cái chương trình lớn này. Và chúng con là những người lãnh đạo trong tương lai. Một cái tính cách của lãnh đạo đó là tự giác. Và cũng như có cái tính của Chúa nữa là Chúa là đấng sáng tạo. Thì chúng con cũng phải biết, cũng có bản tính đó, biết ngồi nghĩ ra những cái sáng tạo gì Chúa cần mỗi anh chị em của chúng con trong cái trường học này, để chúng con không cần phải ai chỉ định, chúng con biết cùng với nhau để mà đón nhận và làm những cái công việc mà Ngài đã tín nhiệm chúng con. Chúng con biết sáng kiến ra cần phải làm gì trong trường học là cái kho tàng quý giá nơi đây để mà phân phát tin lành nước trời. Vì chúng con biết trả lời với trước mặt Chúa sau này, chúng con không muốn là những tôi tớ gian ác. Chúa đã ban phát cho chúng con vốn liếng quá nhiều để chúng con sinh lợi ra. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con là gia đình của Ngài. Trong gia đình, chúng con có tình yêu thương, tình anh em với nhau, như Ngài đã hạ mình để mà trở nên người anh cả của chúng con đây, thì chúng con cũng vậy. Tình anh em bằng hữu, chúng con không nợ gì nhau ngoài món nợ tình thương
và Ngài đã thương yêu chúng con, và Ngài còn gọi chúng con là bạn hữu của Ngài, để mà Ngài tỏ bày cho chúng con biết bao nhiêu những sự sâu nhiệm, và Ngài đưa chúng con đến một vai trò thật là tuyệt vời, đó là người vợ của Ngài nữa. Chúa ơi, người vợ thấu hiểu được người chồng muốn gì, và tất cả hội thánh hiện nay đã quên đi, đã hao mòn sự tin kính, đã hao mòn tình yêu từ thuở ban đầu với Ngài rồi. Và chúng con là những người cũng đã từng cách xa tình yêu với Ngài, và Ngài đã đưa chúng con lại và cho chúng con ăn những thức ăn thánh của Ngài để thay đổi chúng con, tình yêu nồng nàn của chúng con ngày càng hơn với Ngài, để hiểu biết, nhận biết được ý muốn của người chồng để chúng con thực hiện và làm theo trong hội thánh sự thương xót của Ngài đây. Mà ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho hội thánh, cho các nhà lãnh đạo, và trước tiên chúng con phải cầu nguyện cho chính chúng con đây. Chúng con dâng mình ra sao? Chúng con thấy sự thiếu hèn mặt của chúng con như thế nào, và chúng con suy đó ra để mà chúng con cầu nguyện cho hội thánh, cho chi thể, cho thân thể của Ngài. Chúa yêu ơi, chúng con khao khát được gần gũi với Ngài, được yêu Ngài, khao khát được thực hiện ý muốn của Ngài. Chúng con tin chắc Ngài đã trang bị cho chúng con những công cụ hết rồi. Trong Đức Thánh Linh, chúng con có bảy khía cạnh của thần và biết bao nhiêu những ân tứ mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con không thể nào phí phạm những cái ân tứ, những ta lân mà Ngài ban cho chúng con, những công cụ Ngài ban cho chúng con, để chúng con làm lớn mạnh con người mới của chúng con và tiêu diệt con người cũ. Bởi vì con người cũ đó là cái con người đã từng bị những cái dấu ấn của ma quỷ. Như xưa chúng con đã sống ở trong thế gian, ma quỷ nó đã sống ở trong chúng con, nó đặt những cái tên quỷ ở trong những tâm trí, ở trong lòng của chúng con. Nhưng khi chúng con tiếp nhận Chúa để Chúa Giêsu làm chủ đời sống, thì nó phải bắn ra khỏi chúng con. Những cái dấu ấn, những tư duy hèn kém đó, nó vẫn còn nằm ở trong con người cũ của chúng con, để chúng con nhận diện ra chúng, để mà đập phá hủy diệt không phải chỉ ma quỷ mà thôi, nhưng mà đập phá hủy diệt ngay con người cũ của chúng con, bằng cách chúng con làm lớn mạnh con người mới của chúng con, chứ không phải chúng con đập phá hủy diệt bằng môi miệng của chúng con. Amen. Chúa, con cảm tạ Chúa khi chúng con làm lớn mạnh, ăn nuốt lời của Ngài. Lời của Ngài là gươm hai lưỡi, đâm thấu tâm với linh, cốt với tủy, để lòi ra những cái thứ không phải của Ngài chồng trong con người của chúng con. Và chúng con biết ý muốn của Ngài, biết được những mỹ tính của Ngài, tính cách của Ngài. Chúng con làm lớn mạnh bởi vì mục đích của Chúa muốn cho chúng con là giống Ngài và cai quản. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều. Ngài còn xưng chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài nữa. Để chúng con phải biết được giá trị của chúng con thật là cao. Bởi vì chúng con đã mang gen của Ngài, mang DNA của Ngài. Chúng con không thể nào mang cái nọc độc của rắn được nữa, Chúa ạ. Chúng con nhận biết được điều này, lẽ thật này làm cho chúng con lớn mạnh trong con người mới. Gen của Ngài, DNA của Ngài đã ở trong chúng con rồi. Sự sống của Ngài ở trong chúng con. Chúng con phải bất chấp là chúng con có bản tính giống như Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa dùng chúng con để làm mới lại những chi thể, làm sống lại những chi thể mà đã bị hoại tử. Chúng con cần ngồi lại với nhau, cần ngồi lại với Chúa hàng ngày hàng giờ ở đây, để Ngài tỏ bày những ý muốn của Ngài cho chúng con. Và chúng con sắp tới đây biết bao nhiêu những điều mà Ngài ý mong muốn của chúng con được trưởng thành.
Chúa muốn chúng con là đội quân đặc nhiệm vào những thời kỳ cuối cùng này. Núi của Ngài sẽ được lập vững bền. Trên các đỉnh núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về. Chúng con và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến. Chúng ta hãy lên núi Jehovah, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cóp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Sion, lời của Ngài sẽ ra từ Jerusalem. Chúa Giêsu ơi, Ngài đã trả một giá đắt cho chúng con được là Sion của Ngài, được là thành thánh Jerusalem của Ngài. Ngài đã đặt một đền thờ ở trong lòng của chúng con để Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, chúng con không thể nào còn u mê tăm tối được nữa. Ngài ngự trị ở trong lòng của chúng con hàng ngày hàng giờ. Vậy mà con người cũ nó làm cho chúng con ngu muội, để không nhìn thấy được sự ngự trị của Ngài, ngai của Ngài ở trong lòng của chúng con. Chúa cho chúng con những bài học, mỗi một tuần 10 bài học. 10 bài học rất là cụ thể để đưa và dẫn cho chúng con trong việc áp dụng, trong việc sống động với Ngài. Chúng con không thể nào than thở qua những bài học đó được. Chúng con không muốn đứng ở những cái án tử hình, chúng con không muốn đứng ở trong cái nơi đại nạn mà Ngài đã cảnh cáo chúng con rồi, Chúa ạ. Vị trí của chúng con là chuẩn bị cho tiệc cưới và trang sức cho nàng dâu của Chúa trong ngày cưới. Vị trí của chúng là quản lý phân phát lễ mầu nhiệm của Ngài trong vương quốc của Ngài và rao truyền mừng vương quốc của Ngài khắp vũ trụ này. Vị trí của chúng con rất là cao. Vị trí của chúng con là đồng cai trị trong vương quốc ngàn năm với Ngài và xây dựng trời mới đất mới trong trong cõi đời đời với Ngài. Chúng con không thể để con người cũ làm cho chúng con bị ngu muội nữa, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương yêu chúng con và cho chúng con được ngồi trên ngai, được quyền cai trị, được quyền xét đoán. Đó là những con người mới của chúng con cần phải làm mạnh. Con người mới của chúng con, tư duy của chúng con luôn hướng về trời. Tư duy của con người mới luôn hướng về thượng giới. Không thể nào chú tâm vào những sự hạ giới được. Linh hồn của chúng con làm việc hàng ngày hàng giờ. Chúng con xác định linh hồn của chúng con là những người phải bị chết chết chém và làm chứng cho Ngài, làm chứng cho Chúa Giêsu vì lời của Ngài. Linh hồn của chúng con là những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng của nó, những tư duy hèn kém của thế gian này phải loại bỏ. Và chúng con, linh hồn của chúng con không nhận những dấu hiệu của nó. Những cái dấu hiệu đó là những tư duy hèn kém, hư vô của đời này. Những tư duy không có trách nhiệm, những tư duy không lãnh trách nhiệm về mình, những cái tư duy ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, hội thánh hiện nay cũng đang lan tràn, tràn ngập những tư duy của thế gian, xác thịt, con đỏ. Và chúng con đau đớn bởi vì chính chúng con đã vấp phạm và chúng con là những người Ngài đã giải phóng, giải thoát chúng con ra bởi lẽ thật của Ngài, bởi những thức ăn mà Ngài đã nhúng chìm chúng con trong tin mừng vương quốc của Ngài. Để đời sống còn lại trên trán, trên tay của chúng con là tư duy bởi trời. Tay của chúng con phải hành động những công việc bởi trời. Ngài ra lệnh cho chúng con để chúng con thực hiện những cái công việc của Ngài là đan áo, vải gai mịn, là những công việc từ Ngài. Đó là bản thiết kế tiền định mà Ngài đã sắp sẵn cho chúng con từ trước sáng thế. Chúng con cần phải làm và thực hiện những các nẻo mà Ngài đã vẽ sẵn cho chúng con. Chúng con chỉ vâng lời và đi và thực hiện
Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ cha. Trong những ngày sắp tới đây, chúng con cùng với Ngài, cùng với Đức Thánh Linh để làm lớn mạnh con người mới, để đấng Christ Jesus con yêu dấu của cha ngày thành hình vóc dạng ở trong chúng con, để giống Chúa và quản trị tấm lòng, cai quản làm lớn mạnh nước của Ngài, trong đó có hội thánh, trong đó có gia đình, trong đó có dân tộc, có đất nước. Hội thánh là cái cánh cửa để mà chúng con ban phát thức ăn nước của Ngài, thức ăn tin mừng vương quốc của Ngài. Bởi tin mừng vương quốc của Ngài bao hàm tất cả cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Và mối tình của chúng con, tình nghĩa vợ chồng với con, với Ngài đây, Ngài ơi, khi chúng con nhận biết ra được hôn nhân là Ngài cho chúng con được trải nghiệm hôn nhân với Ngài. Mà từ bấy lâu nay chúng con đã thờ ơ, chúng con không biết được ý muốn của Ngài khao khát ở với chúng con dường bao, khao khát của Ngài muốn sống với chúng con như chồng với vợ. Mà chúng con chỉ có lo việc chỉ đời này mà thôi. Chúng con xin lỗi Ngài. Và việc của chúng con ăn năn xin lỗi, Ngài muốn dẫn chúng con đến sống con người mới, ra những bông trái của Ngài, để sinh sản ra những cái dòng giống thánh cho Ngài. Khi chúng con ăn nằm với Ngài, chúng con phải thấy được ý muốn của người chồng cho chúng con. Biết bao nhiêu những linh hồn mà Ngài đang trông mong để qua chúng con. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài thật nhiều. Ngài đã đặt để cho chúng con một cái chỗ đứng thật cao. Chúng con không thể nào lìa ra khỏi cái chỗ đứng. Như biết bao nhiêu người họ đã từng ở những ngôi lâu đài nguy nga. Người ta không thể nào bỏ ngôi lâu đài nguy nga tráng lệ đó mà để ở ngôi nhà lá. Chúng con cũng vậy, Ngài đã đặt để cho chúng con ở chỗ đứng cao sang, ở trong Ngài. Là con của vua cha trên trời, là thầy tư tế thánh của Ngài. Chúng con không thể nào ngu dại mà nghe theo những con người cũ để sống hòa hợp với thế gian, sống để liên minh với ma quỷ, mà lìa ra những chức vụ, những cái ý, vị trí mà Ngài đã đưa chúng con ở trên cao. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con tiếp nhận những lẽ mầu nhiệm mà qua ở sống với Ngài, thì chúng con sẽ Ngài sẽ bày tỏ cho chúng con biết bao nhiêu những mầu nhiệm khác nữa. Để chúng con qua đó chúng con còn ban phát lễ mầu nhiệm của Ngài cho dân sự Ngài. Cơ nghiệp của chúng con thật là lớn lao, cơ nghiệp của chúng con thật là khổng lồ. Đó là chính Ngài và còn biết bao nhiêu những cơ nghiệp nữa mà chính Đức Thánh Linh phải là của cầm cho chúng con, chờ ngày cứu chuộc, chờ ngày Chúa Giêsu ngự đến. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha về tình yêu lớn lao và thần của Ngài đầy dẫy trên từng anh chị em của chúng con, trên hội thánh của chúng con, trên người thì những người đã đi trước chúng con trong đội ngũ của sứ đồ Sunday Alaja, và cũng như là ở trường học của mục sư Roslan. Và chúng con đây cũng đã được nhấn chìm trong tin mừng vương quốc của Ngài. Và bao nhiêu năm Ngài đã đào tạo ra được một hạt giống là người cha thuộc linh của chúng con đây. Chúng con ở trong tình cha con, ở trong sự trật tự của Ngài, để chúng con được hứng biết bao nhiêu sự mầu nhiệm của Ngài tỏ bày qua người cha Nguyễn Mạnh Cường thuộc linh của chúng con đây, để chúng con hứng được những mầu nhiệm cao quý từ trời xuống. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Amen.
Nói thêm một bắt tay cái tên lúc. đi. Ôi Chúa tôi yêu, cảm tạ ơn Chúa. Ôi vì đâu mà chúng con được chức vị hoàng hậu này Chúa ạ. Ôi tất cả cơ hội đang đến đây Chúa ạ, là ngày chuẩn bị để cứu dân của Ngài Chúa ơi. Ôi không phải tự dưng mà Ngài ưa thích chúng con để lập chúng con làm hoàng hậu sủng ái của Ngài. Trong phần nàng dâu của Chúa đâu Chúa ơi. Ôi trong nàng dâu của Chúa thì có nhiều hoàng hậu Chúa ạ. Ôi nhưng chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài Chúa ơi. Ô vì cớ dân mà Ngài đang yêu, dân mà đang chọn chưa ạ? Vì cớ hàng dâu của Ngài chưa ạ? Ô cần trưởng thành chưa? Nên Ngài đã chọn chúng con. Ô như DNA của Chúa Trời. Ô để cứu dân của Chúa, để cứu các hội thánh của Chúa. Ô đang bị băng hoại và hoại tử. Ô bị tê liệt chưa ạ? Bởi lần thần học giáo điều, bởi lần thần học con trẻ Chúa ơi. Ô đó sẽ Karabi bởi vì họ không nghe lời Chúa Trời. Nói rằng hãy vượt qua sự tin lành. Ô, mà tấn tới sự chọn lành chớ là vấn đề nữa Chúa ơi. Ô, Ngài đã ra cái mạng lệnh rõ ràng như thế, đại mạng lệnh của Ngài rõ ràng như thế rồi chưa ạ? Vượt qua sau tin lành Sakada để tấn tới sự chọn lành chưa, để Ngài không để hài lòng được. Ô cơ nàng dâu của Chúa con trẻ, ô vắt mũi chưa sạch, Ngài không thể hài lòng vì việc mà nàng dâu của Chúa lại nhỏ nhoi và hèn kém như vậy chưa ạ? Nàng dâu của Chúa lại quỳ phục dưới lời thoái thế gian. Ô nói danh Chúa thôi, kêu rằng Đức Chúa Trời trong ta mạnh hơn cả thế gian, nhưng lại sợ hãi thế gian, sợ hãi từng thứ một, sợ hãi ma quỷ, sợ hãi cộng sản, sợ hãi quỷ cộng sản, sợ hãi cô đơn, sợ hãi nghèo túng, sợ hãi ma môn chưa ạ, mà quỳ lại nó và hầu việc nó. Ô ra sao Ngài không để cho họ nàng dâu của Ngài bị sỉ nhục như vậy được chưa ạ? Ô ra sao vì thế Ngài đã gầm thét ở trong Siôn của Ngài cho ạ, Ngài gầm thét qua chúng con, Ngài gầm thét qua chúng con và Ngài nhóm hợp lại đạo binh của Ngài cho ạ, để làm sự lớn, để phán xét Babylon, để hủy diệt tất thảy những kẻ canh đê, dân canh đê phạm điều ác chi mà chúng nó làm tại Siôn của Ngài cho ạ, tất thảy cái điều gì mà dân canh đê đã làm tại Siôn của Chúa thì giao giảng ra cái nền thần học bệnh hoạn ô con trẻ đó cho ạ, và khi ghi mài trong nền thần học đó và cản trở không cho con dân Chúa được tăng trưởng cho ạ, ô ra xì Ngài báo trả cho dân canh đê cho ạ, Ngài báo trả cho tất thảy những kẻ lãnh đạo tôn giáo mà gian ác, kẻ làm công gian ác, kẻ lầm lạc, Urasa kara kèm Antichrist, Urasa kara bidu kara bara kẻ đã đổi lấy đức tin để làm bụng là nuôi cho cái bụng mình. Ô trong danh Jesus Christ con công bố sự phán xét của trời đến trên nhà của Chúa Trời cho ạ. Như Ngài nói kỳ đã đến rồi cho ạ, khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Chúa Trời và sự phán xét đến rồi cho ạ, và chúng con như người thi hành án của Chúa con công bố sự phán xét của Ngài cho ạ, đến trên hội thánh của Chúa, đến trên lãnh đạo hội thánh, đến trên mục sư hội thánh, đến trên đời sống chức vụ gia đình họ, đến trên sức khỏe tài chính công việc họ cho ạ, đến trên ô giường ngủ họ cho ạ, đến trên mọi quan hệ của họ đối với tất cả mọi người trong danh Jesus Christ để bóc tách họ ra Chúa ơi, ô để cứu họ, ô để thương xót họ cho ạ, ô ra sao để đưa họ trở về với Ngài cho ạ, ô ra sao đem sạch họ ra khỏi tất thảy ô sự u mê tăm tối của thế gian này cho ạ, ra khỏi ô cơn ô sự u mê ô của thần cảm giả mạo ô của tôn giáo trong danh Chúa Jesus Christ để ra khỏi ô sự con trẻ Chúa ơi, ô ra sao để họ được bắt đầu đứng lên nhận trách nhiệm về bản thân mình, trách nhiệm về hội thánh, trách nhiệm dân tộc dựa một cách thực sự Chúa ơi. Jakarta Chúa ơi, ô trong số người đó bao nhiêu người nói rằng ô họ muốn để cho họ cầu nguyện, họ làm việc Chúa ơi, ô đã ra để cho mọi người để đấng Christ được thành hình vọng dạng ô trong họ Chúa ơi, nhưng họ không có chương trình kế hoạch, họ không biết làm thế nào hình dạng đấng Christ như thế nào cho ạ, ô là làm sao họ có thể làm được cho ạ, thì tất cả những câu cầu nguyện đó nó trở thành hư không, rồi nó trở thành vô nghĩa, bởi ngôi lời phải trở nên xác thịt ở giữa chúng con, ở giữa tất cả mọi người thì mới đầy vinh hiển đại thật được Chúa. Amen. Cả đàn như họ chỉ nói, họ chỉ nói là làm cho đấng Christ được thành hình vọc dạng cho anh em Chúa ơi, nhưng họ không thấy cái đấng Christ vọc dạng của đấng Christ như thế nào chưa, vọc dạng đấng Christ như thế nào, cả đàn đấng Christ phải trưởng thành ra sao, đấng Christ phải hùng mạnh ra sao chưa, Orasaka họ phải nuôi mỗi con dân của Chúa chưa, để trưởng thành đến đấng Christ chưa, khi nói trưởng thành đấng Christ thì cũng phải nuôi con dân của Chúa từ lúc tái sinh, từ lúc mà được tái sinh đó chưa, trở nên trưởng thành đến nỗi trở thành vợ của Chúa Trời cho ạ, thành vợ của Đức Christ. Ồ thì đấy mới là hình dạng bóng dạng của Ngài cho ạ, vì Chúa Giêsu Christ Ngài chỉ cưới cái người vợ mà xứng đáng với Ngài thôi Chúa ơi. Đành rằng đúng trong hội thánh của Chúa Trời thì có cả những thành phần con trẻ chưa ạ, cũng như các tế bào mới đó Chúa ơi, trong thân thể thì luôn có cả tế bào mới chưa ạ, Orasaka như tế bào mới sinh ra
Chúa ạ, cả đã được. Nhưng trên các tế bào mới sinh ra nó phải trên cơ sở tế bào đã trưởng thành, Chúa ạ, trên những cơ sở đã trưởng thành rồi. Ô đó, chứ không thể là toàn bộ thân thể toàn là tế bào mới hết. Ô, và không có tế bào cũ, không có cái phần chi thể nào trưởng thành cả, Chúa ạ, thì đấy nó không ra hình hài gì cả, Chúa ơi. Ô đó, cả nên trong thân thể của Chúa Trời phải có những cơ đốc nhân trưởng thành, cho ạ, đến tầm bọc dạng đức thực sự, cho ạ, ô để hiểu thấu Đức Chúa Trời, ô để mà biết đấng từ lúc ban đầu, cho ạ, ô để không chỉ con đỏ thuộc linh chỉ biết là cha nhờ danh cha mà được cứu đâu, cho ạ, ô như phải có đầy đủ tất cả, cho ạ, phải có cả những người đã chiến thắng ma quỷ rồi vì lời Chúa trong họ, cho ạ, để họ không phải đánh trận với ma quỷ khốn khổ khốn sợ như này, cho ạ, mà họ đã thắng rồi, cho ạ, họ dùng đức tin mà giải giáp tất thảy các lĩnh vực trong tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, trong truyền thông, trong thể thao, văn hóa, nghệ thuật, trong khoa học, giáo dục, cho nên giải trí, trong quân sự, quốc phòng, chưa ạ, rồi để trong các lĩnh vực xã hội đó họ vào họ giải giáp rồi, ô đã sạc họ và rồi trưởng thành tiếp nữa để họ biết ô đấng có lúc ban đầu, chưa ạ, để biết được tất thảy kế hoạch hoạch định của Ngài từ trước sáng thế ra sao, chưa ạ, ô mỗi bản thiết kế cho mỗi cá nhân ra sao, bản thiết kế cho các hội thánh, cho dân tộc, cho quốc gia ra sao, chưa ơi, ô để làm thành mọi điều vì Chúa chúng con ở trời của mục đích, chưa ạ, Ngài làm cái gì cũng hoạch định, làm gì cũng có thời thế, có phép lệ cả, chưa ơi, trong danh Chúa Giêsu, ô ra sa ca, trong danh Chúa Giêsu chúng con ô công bố ô sự sinh lại từ trên cao, chưa ạ, ô một cái đặc biệt trên tất thảy các lãnh đạo các hội thánh, chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu, và không những thế, chúng con sinh lại họ trong tin lành vương quốc của Chúa Trời, chưa ạ, ô để họ được tái sinh trong tin lành vương quốc của Chúa Trời, thì khi ấy họ mới được trưởng thành, chưa ạ, ô đã sợ, bởi vì nếu họ chỉ có được cứu trong tin lành cứu rỗi thôi, chưa ạ, thì họ không bao giờ trưởng thành, chưa ơi, như con đây trước đây con có hai người cha thuộc linh, chưa ạ, một người cha thuộc linh đã dẫn con tiếp nhận Chúa, chưa ạ, và sinh con ra trong tin lành cứu rỗi, chưa ơi, ô và trong tin cứu rỗi đó con biết con không thể lớn được, ô đã sợ, con chỉ lớn lớn đến mức nào trong nữa thì cũng chỉ là cứu rỗi mà thôi, cái mức đó là mức mà sẽ chui được trong bốn bức tường của hội thánh, chỉ làm các công việc như là ô cầu nguyện, kiêng ăn, ngợi khen, thờ phượng, ô giải cứu, dạy giảng, dạy lời Chúa, truyền giáo, ô và các công việc khác, chưa, ô và không làm công việc gì cho xã hội, không làm công việc gì để tỏ trách nhiệm của mình ra trên xã hội này, không làm công việc gì để mà khẳng định rằng Đức Chúa đã yêu thế gian đến được ban cho thế gian con một của Ngài, chưa, ô để mà phục hồi lại thế gian này, Chúa ơi, để có trách nhiệm thế gian này, trách nhiệm với tất cả các vùng đất mà đã bị cướp vào tay ma quỷ khi Adam Eva phạm tội đó, Chúa ơi, Shakadabaraja, nhưng Chúa còn có con còn con cha thuộc linh khác nữa, chưa, đã dạy con tin lành nước trời, chưa, ô để mở mắt ra và sinh con ra trong tin lành nước trời, chưa, ô ra sao đúng quả thật và chúng con có nhiều thầy nhưng không nhiều cha, chưa ạ, và Ngài đã dùng tin lành mà sanh chúng con ra cho đúng Christ, chưa ạ, những cha thuộc linh đó đã sanh con ra cho đúng Christ, chưa ơi, nhưng chúng con cũng tạ ơn Chúa về cha thuộc linh đã sanh con ra cứu rỗi, chưa ạ, ô để con biết được Ngài, nghe được Ngài, Chúa ơi, ô nhưng con vô cùng sung sướng hạnh phúc, chưa ạ, khi được sinh ra tin lành nước trời, chưa ạ, là sự đầy chọn, ô sự đầy chọn của Chúa Trời, chưa ạ, trong tin lành nước trời đó, ô và bây giờ Ngài đặt để con lên làm cha của thiên hạ, chưa ạ, đặt đến con là cha của nhiều dân, cha của nhiều nước, chưa ạ, như Abraham ngày xưa đây, ô cha Abraham là cha của nhiều dân tộc, cha của nhiều quốc gia, Chúa ơi, ô thì bây giờ chúng con tốt hơn thế nữa, Abraham đã từng làm như vậy được, Chúa ơi, Abraham thời đấy chưa được tái sinh, chưa được thánh linh của Đức Chúa Trời, ô tái sinh lại, chưa ạ, mà ông còn được được như vậy, cho ông còn làm được như vậy, cho chúng chi chúng con giờ này, ôi chúng con được sinh ở với thánh linh của Chúa Trời, nên chúng con hơn cả Abraham là người sinh bởi đàn bà, u ra sang nên những gì mà những anh hùng thời đỗ đã làm nữa, chúng con làm còn hơn hơn rất nhiều họ nữa, Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, Abraham đã từng làm cha nhiều dân tộc các quốc gia, ôi trên thế gian này mà nhờ ông đã được phước, cho ạ, thì con cũng vậy, chúng con cũng vậy, hội thánh sự thương xót Thiên Chúa cũng vậy, cho ạ, cũng làm cha nhiều dân tộc, cho ạ, chúng con sẽ sinh hạ ra nhiều cha, ô chúng con sinh hạ ra nhiều vua, ô chúng con sinh hạ ra nhiều quan trưởng quan tướng cho muôn dân, Chúa ơi, Shakadababurusokorodu, ô và tất thảy các con chúng con đều là con trưởng cả, Chúa ạ, con trưởng trong lĩnh vực mà họ đang gọi đến, họ là tổ phụ, họ là tổ phụ, họ là công hầu, họ là người mà khai thông rãnh dòng giống mới, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus, như là Gia-cốp đó, chưa ạ, ô Gia-cốp con trưởng đó, ô Gia-cốp đã khai thông ra một cái dân là dân Israel mà ngày nay chúng con đã nhìn thấy, Chúa ơi, ô nếu Gia-cốp ô chỉ là một cái người hèn kém, ô một tên là Gia-cốp khốn nạn như vậy, chưa ạ, nhưng gặp Chúa Trời, ô nhận được bản thiết kế từ tay Chúa, ô đã chuyển thành Israel, chưa ạ,
và trở thành một cái dân mạnh như ngày nay chưa ạ, trở thành một cái dân thông minh như ngày nay chưa ạ. Mặc dù cái dân đấy đã chối bỏ Đức Chúa Trời, chối bỏ Jesus Christ, nhưng mà Ngài vẫn để cho thông minh ngày nay. Huống chi nếu người dân đấy mà tiếp nhận Jesus làm cứu Chúa thì dân đấy được cường thạnh thế nào nữa Chúa ơi. Ora Sakara Chúa ơi, thì chúng con cũng nhìn bài học đó, Ora Sakara, để chúng con được là con trưởng nam chưa ạ. Ô chúng con có Đức Chúa Trời thì chúng con phải trở thành rất nhiều dân Israel thuộc thể chưa ạ. Ora Sakara Barasachi Dabara Budriyuru. Và nhờ thần học nước trời, nhờ sự bí mật mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con trong hội thánh sự thương giác Thiên Chúa cho như dòng chảy mới cuối cùng của Chúa Trời, ô để mà dạy dân Chúa từ lúc tái sinh cho đến trở thành vợ của Chúa Trời cho ô đấy trách nhiệm chúng con, đó là công việc của chúng con cho ô đó chính là công tác công nghệ làm người mà chuyển giao cho chúng con đó cho để biến một con người từ trong thế gian đất đá cho để họ được tái sinh, và từ tái sinh người họ giúp họ trưởng thành đến các cấp bậc khác nhau để họ trở thành vợ của Chúa Trời chưa ạ. Ô ra sẽ cần đến công nghệ làm người từ đầu vào là đất đá bụi đất chẳng ra cái gì cả, nhưng đầu ra ô cuối cùng đó là vợ của Chúa Trời, Shakada và đó là nàng dâu vinh hiển của Chúa Trời trong danh Jesus Christ Shakada. Ô nguyện mỗi chúng con hiểu thấu điều này cho nguyện tất anh chị chúng con được nhúng chìm trong khải tượng này, trong sự thông hiểu lẽ thật, trong sự thông hiểu khải tượng của Thánh Chúa ơi. Ô bởi vì nếu không thông hiểu thì sẽ đi phóng túng, đi bừa bãi chưa ạ. Ô ra sao bao nhiêu người vì họ không biết có thông hiểu lẽ thật, ô lên thành thử ra họ cứ đi đi rộng đi dài, ô cứ đánh báo vơ, họ tốn rất nhiều năng lượng, tốn rất nhiều thời gian bởi vì họ không thông hiểu được lẽ thật, họ không thông hiểu được khải tượng chưa ạ. Cho nên họ làm như vậy sát cả đáp, nhưng thực sự người thông hiểu khải tượng thì họ sẽ luôn luôn được ám ảnh khải tượng đó chưa ạ, họ luôn luôn ám ảnh bởi lẽ thật đó và họ luôn luôn đêm ngày để nghĩ cách để thực hiện chơi sát đáp để bùng nổ hết tất thảy mọi cái tài nguyên và ân tứ mà đặt để trong lòng họ chưa ạ, để phát triển. Ô ra sát, còn những kẻ mà không thông hiểu khải tượng, ô cái kẻ ô ra sát hài hời hợt đó chưa ạ, ô thì không bao giờ nghĩ đến chưa ạ, ô lúc nào chỉ đâu đánh đấy, ô không có sự sáng tạo, ô ra sát và hoàn toàn khác với Chúa Trời chưa ạ. Đức Chúa chúng con đứng sáng tạo, ô vì thế Chúa ơi, chúng con không thể chấp nhận cho hội thánh của Chúa những cái kẻ mà là đậu cơ thụ động chưa ạ, không có đầu óc sáng tạo, ô, không phải là Đức Chúa Trời, không phải là con Ngài chưa ạ. Ô đó là con của ma quỷ kia, nó còn tối tạo, nó còn nghĩ ra trò khác để nó phá phách, nó hủy phá thế gian Chúa ơi. Shaka, đây là con của Ngài, ô, ở trong nhà của Ngài được ăn những thức ăn đồ nhất chưa ạ, mà không có sinh sáng tạo thì thật là một sự nhục nhã, một sự ô nhục chưa ạ. Ô như lời Chúa nói đấy, vì ngươi ta sẽ ném ngươi ra khỏi xa nhà ngươi vì ngươi làm nhục cho chủ mình, ngươi nhục cho nhà cha mình. Ô bởi vì họ không tin sáng tạo cho họ, họ không tin sáng tạo vì không trách nhiệm, không nhận trách nhiệm đến là cho mình, ô mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Ô bởi thế gian là mù lòng họ thôi Chúa ơi. Ô như trong danh Chúa Jesus ở hội thánh sự thương thì Chúa không thể có điều đó được chưa, Chúa không chấp nhận ô như sự khốn nạn đó, những sự khốn nạn đó không có quyền ô được đả động, không có quyền được bón mảng mò mẫm đến anh em chị em chúng con chưa ạ, trong danh Chúa Jesus, mà tất thể chúng con như là Ngài là sáng tạo chưa ạ, Ngài được sáng tạo nên chúng phải sáng tạo chưa ạ, Ngài nhận trách nhiệm về tất cả mọi sự thì chúng con nhận trách nhiệm chưa ạ, từ cái phần nhỏ nhất chúng phải nhận trách nhiệm và làm tất cả mọi việc thấu đáo, làm trách nhiệm Urasaka, làm trách nhiệm, làm tốt nhất, làm tuyệt vời nhất cho ô ra trong danh Chúa Jesus Christ. Bởi khi chúng con thể trách nhiệm thì chúng con sẽ được chia sẻ quyền lực cho tương ứng trong danh Chúa Jesus. Ô và cứ như vậy cho Ngài đưa chúng con từ quyền lực tới quyền lực, từ đức tin tới đức tin là như vậy. Hallelujah, từ ân điển từ vinh hiển là vậy Chúa ơi. Ô ra Sakadabarabudishi, chúng con cảm ơn Chúa về hội thánh sự thương xin Chúa đây. Ô là đỉnh cao của tình yêu Đức Chúa Trời chưa ạ. Ô ra Sakadabudishi, Chúa ơi, anh nhắc nhở anh chị chúng con để chúng con chẳng ra chi ở trong thế gian này cả chưa ạ. Ô bao nhiêu người họ phải trả giá khốn khổ khốn nạn, mất thân mình, mất mạng sống mình mà họ chẳng nhận cái gì cả chưa ạ, kết cục chỉ là sự lừa dối, kết cục bao nhiêu chưa ạ, hàng tỷ người trên thế giới này đã bị lừa dối khi họ dâng mình ô cho những chủ nghĩa, cho những hệ thống, cho tôn giáo khốn nạn chưa ạ, để cuối cùng họ bị phá sản mà bị quẳng xuống hồ lửa đời đời đó chưa ơi. Ô đó ra kể mà chúng con ô là kẻ chẳng ra chi cả chưa ạ, ô chúng con lại được Ngài chọn vào trong đạo binh đặc nhiệm này của Ngài, chúng con được Ngài chọn vào trong hội thánh, ô sự thương xót Thiên Chúa, dòng chảy mới cuối cùng của Ngài, DNA của Ngài, họ sủng ái của Ngài, ô kẻ giữ nhà cho Ngài cho kẻ quản lý và phân phát sự mầu nhiệm vương quốc Ngài cho ô kẻ cùng với Ngài ô để nắm giữ công việc và công nghệ làm người, sản xuất con người cho Ngài cho ạ. Sắc cả đã bao nhiêu tuyệt vời bao nhiêu Chúa ơi. Ô đó đấy là cái
vinh hạnh, đó là cái ân điển Ngài ban chúng con chưa ạ. Để nguyện với chúng con hiểu thấu điều đó, ô, mà lấy lòng kính sợ run rẩy cho ạ, trước Ngài cho ạ, để làm cứu sự, làm ra sự cứu chuộc mình Chúa ơi. Ô, đã sẽ để chúng con thấy cái ân ân điển hồng ân quá lớn của Ngài trên chúng con Chúa ơi, để chúng con có thái độ đúng mực, thái độ kính cường, thái độ đúng thực sự cho ạ, với cái sự chọn lựa đấy của Ngài. Ô, đã sẽ Chúa ơi, trong bao nhiêu người trong thế gian này chưa ạ, bao nhiêu cái này là hội thánh, ô, mà họ không được mở mắt ra, họ không được Ngài nhận ngay buổi ban đầu chưa ạ, vào trong cái đạo binh đặc nhiệm này, họ không khái niệm về đạo binh ngày sau rốt, họ không khái niệm chưa ạ về đặc nhiệm của Chúa Trời, họ không khái niệm là trở thành vợ của Chúa Trời chưa ạ. Ô, để mà Ngài nên gọi chúng con như vậy chưa ạ. Ô, đây là ân điển thật lớn cho chúng con, cả đáp ứng tình nguyện chúng con chưa ạ, đáp ứng lại với cái lời mời gọi của Ngài để không bị Ngài xóa ra ô khỏi danh sách ô đó chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu trong danh Chúa. Ô, con cầu nguyện ô cho hội thánh sự thơ Thiên Chúa đây cho ạ, con cầu nguyện cho đạo binh đặc nhiệm này cho để họ nhận trách nhiệm, họ hiểu thấu rằng họ là ai trong Đấng Christ cho ạ, họ hiểu một cách rõ ràng mạch lạc cho ạ, trong danh Chúa Jesus. Chúa ơi, điều đó chẳng làm được nếu như chẳng bởi thần của Ngài tỏ ra cho ạ, mà thần của Chúa cũng chẳng tỏ ra được cho họ cho ạ, nếu như lòng họ cứ cứng cỏi cho ạ, nếu họ quyết định cho họ trả giá ô dâng mình cho ạ, thì sự tỏ ra sẽ đến Chúa ơi, vì Chúa Trời ô ra sẽ càng ngày ở gần với những ai có thành thực, có lòng thành thực cầu khẩn Ngài cho ạ, ô ra sẽ càng có lòng thành thực cầu khẩn Ngài cho ạ, thì hãy dâng mình cho Chúa là phải dâng 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 hết luôn cho ạ, dâng đến khi mà chẳng có gì cả để dâng cả cho ạ, ô ra sẽ càng nhiều điều ra sẽ càng đa bơ có dâng hết sức lực của mình cho ạ, vì mạng lệnh của Chúa Trời cho chúng con đó là kính mến Đức Chúa Trời người hết lòng hết linh hồn hết sức hết trí khôn cho ạ, ô ra sẽ hết 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 cho ạ, ô không phải cho Chúa ăn đồ thừa, ô không phải lúc nào tiện ô thì cho Chúa ăn đồ thừa đó chưa ạ, ô ra sẽ càng đa không phải là coi Chúa ô rác rến hơn cả thế gian chưa ạ, khi thế gian nó gọi chúng con ô thì con đang ngủ, chúng con đang mệt, chúng con cũng phải chồm dậy mà thực hiện cho ạ, ô mặc dù thế gian này nó chẳng là cái gì, không phải là người cho chúng con sự sống, không phải là người ô mà dạy dỗ chúng con lẽ thật cho ạ, ô mà khi họ gọi chúng con, họ đặt hàng thì chúng con chỗ là nhảy chồm ra, chúng con làm việc tận 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 tâm Chúa ơi, saka đó thôi chưa ạ, chỉ có thế thôi, ô thật là Chúa chúng con thật đau xót chưa ạ, chúng con thấy cái sự ghen tuông của Đức Chúa Trời chưa ạ, ô đó saka khi ô khi Ngài thấy dân của Chúa hãy yêu thế gian hơn yêu Ngài chưa ạ, thế gian này với sự bẩn thỉu dâm dục ô uế khốn nạn đó chưa ạ, ô vậy mà dân của Chúa lại yêu thế gian hơn Ngài chưa ạ, trong khi Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đứng dựng lên họ, Ngài yêu họ, Ngài sắm dặn cho họ những cơ nghiệp vĩ đại, cơ nghiệp tuyệt vời chưa ạ, mà họ lại không yêu Ngài, ô mà mỗi khi Ngài mời họ thì họ từ chối, ô là thật là đau xót chưa ạ, Ngài linh hồn Ngài khóc vì họ Chúa ơi, ô linh Ngài ô Ngài khóc vì họ Saka, vì họ đã chọn lựa sai trái, họ làm sự chọn lựa Saka là chọn ma quỷ chọn thế gian mà không chọn Chúa Trời, ô trong danh Chúa Jesus Chúa ơi, khi Chúa giáng xuống lửa của Ngài để thiêu đốt tất thảy thần tượng của họ cho ạ, để họ trở về ô cái máng nợ ban đầu cho ạ, ô để họ trở về như là người ta đã vào đời tay không vào đời cho ạ, thì lìa đời cũng chẳng có gì ô, đi theo cả không mang theo gì theo cả chưa ạ, để họ nhìn thấy thực sự tất cả chúng ta này không phải của họ chưa ạ, để họ nhìn thấy tất cả đây là của Ngài, con cái cha mẹ anh em vợ chồng tài sản ô danh vị địa vị sức khỏe đều là của Đức Chúa Trời hết chưa ạ, và Ngài đòi họ ô phải trả lời về từng cái ta lương đó, từng cái sự ban cho của Đức Chúa Trời đó cho họ trước mặt Ngài ô trong danh Chúa Jesus, để họ không trôi đi, họ không giấu đi, hay còn khốn nạn hơn là họ dâng cái đấy cho ma quỷ, dâng cái đấy cho thế gian, ô không là không làm lợi cho Chúa, không những cất đi chưa ạ, mà còn làm hại cho vương quốc của Chúa Trời chưa ạ, ô trong danh Chúa Giêsu Christ, nguyện tất thảy hội thánh của Chúa Trời phải bày tỏ được thức tỉnh điều này trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu yêu, hãy dùng chúng con là sự thương xót Thiên Chúa, hãy dùng đứa con của chúng ta chưa ạ, là trường đạo tổng hợp thật Đức Trời chưa ạ, để thức tỉnh các lãnh đạo thế giới chưa ạ, để cho các lãnh đạo thế giới, cho các giáo hoàng thượng phụ, cho các sứ đồ tiên tri, cho các mục sư, cho các trưởng lão, cho chăn bày, cho chấp sự, cho các giáo sư, cho các thầy giảng, cho các hồng y, cho các giám mục tổng giám mục chưa ạ, cho linh mục cha đạo, cho các sơ cơ hội để họ được bước vào trong vương quốc của Ngài Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, lạy Chúa dấu yêu, Chúa mong muốn để họ được cai trị cùng chúng con, cùng với Ngài ở trong vương quốc ngàn năm chưa, ở trên tầng trời, chứ không phải họ đợi đến khi cái ngày lớn phát xét đó chưa ạ, và họ phải run sợi vì là tất thảy công trình họ bị đốt hết sạch Chúa ơi, họ như được cứu qua lửa vậy, và họ vào trong nước trời với tay trắng, và họ làm lại mọi sự trong nước trời, chúng con không muốn để họ nghèo nàn như vậy chưa ạ, nghèo như vậy, mặc dù trong nước trời sẽ có đầy đủ hết mọi thứ thôi,
nhưng con muốn cái đẳng cấp họ khác ở trong nước trời chưa ạ, trong danh Jesus Christ. Ô ra sao vì trong đó còn sinh sản nhiều nữa chưa ạ, ô bởi vì trong vũ ngàn năm còn nhiều người được sinh sản nữa, còn muôn muôn dân được sinh sản ở trong đó nữa, mà họ sẽ còn lãnh đạo muôn dân đó. Ô ra sao cả như Amen. chưa, vì vậy mà khi chúng con ở trong vũ ngàn năm chưa ạ, thì chúng con còn cơ hội đó là cái muôn dân ở trong muôn dân ở dưới đất đó, ô muôn dân nhân ngoại ở dưới đất đó, ô họ sinh sản ra đàn đàn đông đông đó chưa ạ, họ làm cho cái lĩnh vực đó thì họ là cơ nghiệp chúng con chưa ạ, nhưng người mà không được cai trị trong vũ ngàn năm chưa ạ, ô là họ phải đợi cho đến khi mà ngày phán xét ngày lớn ngày cuối cùng đó chưa ạ, họ có thể vào nước trời, ô nhưng mà họ không được quyền cai trị, không được quyền lãnh đạo, không được quyền mà nhận những cái dân tộc đó làm cơ nghiệp chưa ạ, mà chúng con cả 1.000 năm chưa ạ, thì ô các dân tộc đó nó phát triển hùng mạnh thế nào chưa ạ, 1.000 năm mà không có tội lỗi chưa ạ, thì nó phát triển hùng mạnh thế nào chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu 1.000 năm không tội lỗi, ô thì dân ở trên đất này chưa ạ, họ sẽ sinh sản nhiều thế nào chưa ạ, đàn đàn đống đống ra sao chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu Shakadabarasakadurusokona, ô Chúa mở mắt cho chúng con ra, mở mắt cho hội thánh ra nhìn thấy cái lẽ thật đó chưa ạ, ô Rasakara để yêu Chúa hơn, yêu Chúa hơn, yêu Chúa hơn chưa ạ, để nhìn thấy Đức Chúa Trời chúng con nói chuyện tốt lành chưa ạ, tất thể điều gì ngày 3 giờ chúng con đều được kỳ diệu cả, hallelujah, cho ngợi khen Chúa, cho yêu Ngài, trong danh Chúa Giêsu, amen. Amen. Tạ Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Ngợi khen Chúa tắt đi rồi, ngợi khen Chúa ta cầu nguyện cho Ukraine.